Nasahapan chasi la niya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam pi mayam phan te visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan chasi la niya cha ma. Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kinh lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Xin chào Chánh Ngộ, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Hồng Nhật, Sĩ Mita, Sĩ Hạnh Kiểm, Sĩ Tâm Hạnh, Sĩ Thi Lâm và Sĩ Thanh Hoàng. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đăng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng Măng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Căng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lưu Tị Dâm Vì Bụt Đăng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Đắc Măng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Tỳ Dâm Bi Sang Căng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Tỳ Dâm Bi Bụt Đăng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Tỳ Dâm Bi Đắc Măng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Tỳ Dâm Bi Sang Căng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Đăng Sa Nâng Ca Chá Hàm Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Dutiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi buddhang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Tatiyam pi tamang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tatiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sa rằng năng ca năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phan te, dạ xin vâng. Ba na ti ba ta, làm mạnh đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đai na, về làm mạnh đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cảm mê su mi cha cha ra, về ra mặt đi sẽ khó với năng sa ma dạ mi. Còn xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mục sa wa đa,
Về là mạnh đi sẽ khó bất năng xâm mạng đi giả mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura mê ra yam a cha pa ma da tha na. Về là mạnh đi sẽ khó bất năng xâm mạng đi giả mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Panapata Veramani Sikha Pada Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Pada Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musavada Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Sura Merayama Chappama Dathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ dối uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha madani sadukang katoa ngapamade nani chakalang samarakitapang. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quen giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ga tin yon ti, sì lê na phu ca sam bác đài, sì lê na ni phu tin yon ti ta smai, sì lăng quỷ số tha dê. Các chúng sanh sanh về quả trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú sa thú lành thay. Dạ con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung waru tamang. Buteyo khalito doso buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang varang. Tamme yo khalito do so thammo khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang. Sang khe yo khalito do so sang ho khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sirat minh me buddha se tho sari buddho cha dakhi ne wa ma ang se mok ga la no purato vidakat ta yang bachi me ma ma anando ki na sa wa cha tun di sa sa mantang. Loka ba la cha inda de wa sa prahma ka e te sang anu pa we na sa be pha ya u pa da wa ane ka antara ya pi vina san tu wa se.
Xạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là Tam Tạng, sau lưng A Nan chầu bốn phương A La Hán, Đế Thích Lãng Phạm Thiên do lực pháp màu hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phụ sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa buddhai nu pa ve ne sada so thi phu wan tu te phu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa thammai nu pa ve ne sada so thi phu wan tu te phu sapa mangalang rakhan tu sapa deva ta sapa sanghai nu pa ve ne sada so thi Phật hoàn tụ tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sa thú lành thay. Giờ con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nun nyang pho cha nang sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành cõi trời đầu lời. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Hi đăng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta yô. Hi đăng vô tâm mê bù nhàng à sa hoa kha yô hoa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina yanudisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbe pacimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anigha hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampatti hisamicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta janidukha vayapatta ta chani phaya so ka pata chani so ka hon tu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo. Và xin thọ trì quy giới sáng nay. Với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngủ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Dạ, bây giờ là 4:27 sáng giờ Việt Nam. Dạ, vẫn còn 3 phút nữa mới đến giờ sinh hoạt của đạo tràng. Dạ, con xin đợi mấy chút xíu đến giờ rồi sẽ nhận mic lại cho sư và bắt đầu chương trình sinh hoạt Phật pháp sáng nay. Nếu như sư rảnh tay có mặt trước máy thì cho một bàn tay cho con biết tín hiệu thì con sẽ nhận mic lại cho sư. Vẫn chưa thấy sư có bàn tay trước máy, và con kính chào quý vị đạo hữu có mặt trong rừng. Không biết quý vị có ăn vui hay không. Sáng nay thì có đạo sư có bàn tay cho biết tín hiệu, và con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Chư thiền kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam tín nữ. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Ratanatayasa Wanda Mi
Buddho Mahesi Arahang Tatha Gato Lo Kutamo Sabbagaru Hichet Thako Lo Katsasathai Chana Dhammako Vido Vanda Mahantang Narapu Chana Giác Gần. Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu, Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sanh Bằng, Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng, Thôi Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng, Tứ Đế Ngài Giả Tinh Tường Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật Ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ ya ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa vi na ca rù cô sắp bà nhu bút thóc bá ti phù thí sanh nhá tô hoàng đà má hành tăng nó ra phù. Trên này giác cần pháp bảo vi như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan làm lạc chúng sinh, đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số gá tá sá sa quá cô xích thà số cà mô quá ra thầm má thích khá cô niên đà bá sân xà đi á nà đá rô quá rô hoàng đà má hình tầng ná ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thinh văn vật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin lên lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra thành át tế giá tê chê nát sếc khà mê ê tu vạ thác năng tá xà bí à nú phà quê nát xá hạ xà dê nát sếc chạch tốt. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Hôm nay là ngày chúng ta ôn lại 12 phẩm, 12 bài học trong phẩm Không Phóng Dật. Quý vị đã chuẩn bị tinh thần chưa? Từ bài 21 tới bài 32, phẩm Không Phóng Dật. Và bây giờ chúng ta có một cái duyên sự. Mời sư Nhật Quỳnh cho biết cái duyên sự này ha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tâm. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tôn nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, kính bạch quý Ngài, kính thưa đạo tràng. Con thật vô cùng sám hối với quý Ngài và đạo tràng. Con vừa lên Banh Thót thì con gặp những hai cái tin, nên bây giờ con cũng chưa kịp bạch với Ngài. Cái tin thứ nhất là có một vị đạo hữu thường vào trong trung Phật giáo Nam truyền mình sinh hoạt đã lâu, mà giờ cái vị này đã qua đời. Mặc dù con chưa hề biết mặt cái vị này, chưa gặp nhau ngoài đời lần nào hết, nhưng mà cũng từng nói chuyện với nhau trên Banh Thót và trong Weber, do những cái sự học hành cùng nhau thôi. Nên là những ai mà vào đạo tràng lâu trước đây thì sẽ biết cái vị này, nhưng mà vị này cũng sinh hoạt cũng nhiều năm. Dạ, bây giờ nghe vị này qua đời thì con chỉ nhận được một cái tin là bao nhiêu tuổi đó, như con nhắn tin qua ngài, rồi còn không có biết cái năm sanh, chỉ biết ngày mặt và tuổi thôi. Thì con viết một cái tình đạo hữu với nhau, con xin thay mặt bạn bè của chúng con ở trên rung, cũng như thay mặt đạo tràng, thay mặt gia đình chứ, con xin sám hối thay mặt gia đình của huynh Nhật Hòa,
con thì cứ thường gọi là huynh Nhật Hòa thôi. Sau này huynh bệnh nhiều thì huynh đổi nhiều cái nick, nhưng mà cái gốc cũng là huynh Nhật Hòa. Không biết Châu Danh có trong này không? Nếu Châu Danh có trong này thì biết rồi, không có Châu Danh luôn à. Dạ, nếu Châu Danh ở trong này thì Châu Danh sẽ biết Nhật Hòa. Con cung thỉnh Ngài, Ngài cho chúng con một thời kinh trợ tiến cho huynh Nhật Hòa, để mong rằng huynh cũng hưởng được một chút xíu phước nào của Ngài tặng cho. Và Nhật Huỳnh cũng kính mong tất cả đạo tràng nhấn cho một chút thời giờ học để hướng tâm về một người đạo hữu đã từng học trong rơm Phật giáo Nam truyền và cũng từng hậu độ Chư Tăng. Dạ, bây giờ thì con xin xuống mít, con cung thỉnh Ngài ạ. Con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sằng Thầy Dạ. Trước khi chúng ta đi vào buổi sinh hoạt thuần túy về cái phẩm không phóng dật, thì đây cũng là một cái đề tài mà chúng ta quán niệm trong cái sự tu tập của chúng ta. Huynh Nhật Hòa, thế danh là Huỳnh Công Nhi, đến với cái rung Phật giáo Nam truyền này rất là lâu, và sự tu tập của huynh, học pháp của huynh cũng có một cái chiều sâu. Huynh cũng đến cái rung này hỏi Ngài Liễu Tông rất là nhiều câu hỏi, rất là thâm sâu về Phật pháp. Huynh năm nay 82 tuổi, cũng thượng thọ ha. Như vậy thì hữu sinh hữu diệt, tuy nhiên đây cũng là một vị thiên sứ báo cho chúng ta biết trước sau gì chúng ta cũng phải ra đi. Bây giờ thì một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, một người nằm xuống thì chúng ta chỉ biết chắp tay cầu nguyện để trợ tiến hương linh của huynh Nhật Hòa về nơi an nghỉ cuối cùng trong một cái cảnh giới an vui. Trong cái lời tác bạch nói lên ý nghĩa của sĩ Nhật Quỳnh, bây giờ đạo tràng của chúng ta cùng trợ tiến đến hương linh của huynh Nhật Hòa ha. Trước tam bảo quy linh tối thượng, đèn trầm hương tâm nguyện chỉ thành, cầu cho pháp giới chúng sanh khắp cùng bát cõi muôn phần phước duyên mãi tấn hóa trên đường thiện nghiệp, mãi phun bồi hạnh phúc vô dư, liên hoa nở khắp biển từ, trần sa vô nhiễm, huyễn hư đoạn lìa. Sinh ly tử biệt cảnh vô thường, người đi tưởng niệm nén tâm hương, xa lìa trần thế về nhàn cảnh, quyến thuộc tình thâm luống đoạn trường. Từ vào đường lạ chưa biết về đâu, lòng những lo âu cậy tăng tiếng bạc, hôm nay tăng sự trợ tiếng hương linh ông Huỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, một vị thần hồn ông chưa thọ sinh, về đây nhận lễ nghe lời kinh kệ tổ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm siêu sanh nhàn cảnh. Màu hương vừa bén khói tỏa xa gần, gia chủ ân cần hương linh cảm kích, thiên thu nhất mộng sự thể đau thương, sống chung nhà mà thác viên đường, đến vui vẻ đi thương tiếc. Hôm nay tăng sự trợ tướng hương linh ông Huỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, một vị thần hồn con vốn tinh minh, về đây nhận lễ nghe lời kinh kệ tổ ngộ tự tâm, sạch hết mê lầm siêu sanh nhàn cảnh. Đôi lời triều thỉnh mấy lượt hương song, vong giả cảm thông lại lâm pháp hội.
sáu trần ô nhiễm, một tánh sáng ngời, mê trần tâm đau khổ đời đời, ngộ Phật tánh an vui kiếp kiếp. Hôm nay tăng sự trợ tiếng hương linh ông Huỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, một vị thần hồn nhớ lại tiền sinh về đây nhận lễ, nghe lời kinh kệ tổ ngộ tự tâm, sệt hết mê lầm, siêu sanh nhàn cảnh. Ba lần triệu thỉnh, mấy lượt linh chiêu, tam bảo dắt diều, hưởng linh siêu thoát. Nam mô tát sa pha ca wa tô a ra ha tô sam ma sam bu đa hai sa nam mô tát sa pha ca wa tô a ra ha tô sam ma sam bu đa hai sa nam mô tát sa pha ca wa tô a ra ha tô sam ma sam bu đa hai sa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lời quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lời quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, cung nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lãnh giữ lợi quần sinh. Itibiso Phakkawa Ngarahang Samma Sambuddho Vecha Charana Sambanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Santham Deva Mano Sanang Buddho Phakkawa Ti. Hồng danh Phật, nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hành đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bày chân tâm. Vô thượng sĩ phát thân tình diệu, bậc trượng phu điều ngự độ sanh, thiên nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Ut tam mang ge na wan de hang ba da bang sung wa ro tam mang bụt thế yo khalito đồ so bụt đô. Khamma tu tăng mạc măng giao năm vóc trần vi sám hối, những lỗi lầm tham vọng mê si, cuối sinh vật bảo chứng tri, công hằng tinh tấn viễn ly não phiền. Xoa kha tô phá gạo quả thả thâm mô sàn đền thi cô a ca li cô e hi bà si cô ngô bà na di cô bà cha tăng vê đi tam bô vê nhu hi ti. Pháp vi diệu, cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn, giác ngộ hiện tiền, vượt thời gian, chứng vô biên, sát na đại ngộ, pháp nhân liễu tường, đạo vô thường, đến rồi thấy rõ, hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần, trí nhân tự ngộ giả chân, diệu thường tịnh lạc, pháp ân nhiệm màu. Ước tập măng ghê nạc hoành đê hăng thầm mạnh chá đu vị thẳng quá răng thầm mê vô khá lý tô đô sô thầm mô. Thầm mạng tụ tăng mạng măng gieo năm vóc vô biên sám hối, những lỗi lầm do ái dục sinh, cuối sinh pháp bảo chứng minh, con hằng chánh đạo tâm linh quay về. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Supadipanno Bhagavato Savaka Sangho Nyaya Padipanno Bhagavato Savaka Sangho Sami Supadipanno Bhagavato Savaka Sangho Yadi Dang Chattari Purisa Yugani Antha Purisa Bungkalange Sa Bhagavato Savaka Sangho. À hu này vô ba hu này vô đặc thi này vô anh chả li ca ra ni vô anh ôn ta răng phù nhân thế tăng lô ca sa anh ti. Bậc diệu hạnh, thinh văn thích tử, bậc trực hạnh, pháp lực thiền gia, bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh, giữ tòa thể tôn, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật, ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian.
ớt tạm măng ghê nặng quản đê hăng sằng khăn chá đu vịt hộ sắp măng sằng kề vô cá lý tô đồ sô sằng khô ôm sà mạ tu tăng mặt măng giao năm vóc tội rầy tâm sám những lỗi lầm ngã mạng kiêu căng cuối sinh chư thắng hiền tăng con hành tinh tấn tham sân đoạn lìa quần đa mi chê đi dẫn sập băng sập bát thả nê su bát tinh thiết tăng xà rì rì cà thả tu ma ha bồ thiên bốn thả rù băng sắc ca lăng sa đa quần đa mi chê tiết dân xâm băng xâm bát hà nê sô bát tinh thi thăng xà ri ri cà thả tu ma ha bồ thiên bồn thả rù băng sắc ca lăng sá đa hoàn đa mi chê tiết dân xâm băng xâm bát hà nê sô bát tinh thi thăng xà ri ri cà thả tu ma ha bồ thiên bồn thả rù băng sắc ca lăng sá đa cúi đầu đảnh lễ từ ân bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi Ta Bà nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường cúi đầu đảnh lễ từ ân bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi Ta Bà nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường cúi đầu đảnh lễ từ ân bảo tháp xá lợi kim thân Phật Đà Bồ Đề khắp cõi Ta Bà nhất tâm thành kính hương hoa cúng dường. Sa kê cam bê cha ru bê ghi ri si kha ra ta thê chan ta linh khê vi ma nê di bê ra thê cha ga mê ta ru va na ga ha nê ghê ha va thum hi khê tê phùm ma cha yan tu đê hoa cha la tha la vi sa mê yan kha gan thập panaga tin thành ta san thi kệ văn muni qua ra qua chạy năng sa tháo vô mê su nan tu tham ma sa qua na ca lô a yam pha đan ta tham ma sa qua na ca lô a yam pha đan ta tham ma sa qua na ca lô a yam pha đan ta kính thỉnh hàng thiên chúng dục giới và sắc giới ở đỉnh núi hang động hoặc cung điện trên không kính thỉnh hàng địa tiên nơi hải đảo châu quận cây cao hoặc rừng rộng trong nhà hoặc ruộng vườn kính thỉnh thần Dạ Xoa Càn Thác Bà Long Vương bậc có tâm hiền thiện ở dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng hiện đang trú không xa siêu văn tập đạo tràng để lắng nghe lời dạy của Đức Phật Mu Ni khai thị độ chúng sinh. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nay là giờ chuyển kinh vô thượng, nay là giờ đọc tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Kinh Vô Ngã Tướng. Như vậy ta nghe, một thời Thế Tôn ngự tại vườn Lộc Giả gần thành Varanasi, Đức Phật giảng cho năm vị kỳ trần như nghe như vậy: Này các tỷ kheo, sắc uẩn là vô ngã, không phải là của ta. Này các tỷ kheo, nếu sắc uẩn thật của ta thì uẩn ấy sẽ không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho sắc uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỷ kheo, sắc uẩn thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ. Lại nữa, người đời không thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỷ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng không phải là của ta. Này các tỷ kheo, nếu các uẩn thật là của ta thì chúng cũng không bị đau khổ. Lại nữa, người đời có thể nói xin cho các uẩn của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỷ kheo, các uẩn ấy thật là vô ngã nên hằng bị đau khổ.
Lại nữa, người đời không có thể nói xin cho các ứng của ta như thế này hoặc đừng như thế kia. Này các tỷ kheo, các ngươi cho sắc uẩn là thường hay vô thường? Và Đức Thế Tôn, sắc uẩn là vô thường. Vật kia vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Và Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật kia vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Và Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỷ kheo, các ngươi cho thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là thường hay vô thường? Và Đức Thế Tôn, các uẩn ấy là vô thường. Vật kia vô thường, vật ấy là khổ hay vui? Và Đức Thế Tôn, vật ấy là khổ. Vật chi vô thường là khổ, có sự biến hoại theo lẽ thường, thì nên cho vật ấy là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Này các tỷ kheo, cho nên sắc uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, sắc uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tướng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn nào, dù trong đời quá khứ, vị lai, hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô thiển, vi tế, hạ liệt, thủ thắng, gần hoặc xa, các uẩn ấy chỉ là uẩn thôi. Các ngươi nên nhận thức chân lý ấy bằng chánh trí, đúng theo thực tưởng như vậy. Đó chẳng phải của ta, chẳng phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Này các tỷ kheo, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sinh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát, vị ấy chứng đắc tuệ giải thoát và biết rõ sự sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, những gì nên làm, đã làm và không còn tái sanh nữa. Đức Phật thuyết giảng như vậy, năm vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Khi Đức Phật giảng dạy kinh này, thì tâm của năm vị tỳ kheo được giải thoát các vi tế phiền não, không còn chấp thủ nữa. Kinh Quán Niệm. Nagama thammo nigama sa thammo na cha pi yang e kakula sa thammo sappa sa loka sa sa de waka sa e se wa thammo jadi dang anicca ta nagama thammo nigama sa thammo na cha pi yang e kakula sa thammo sappa sa loka sa sa de waka sa e se wa thammo jadi dang cha dok kha ta nagama thammo nigama sa thammo na cha pi yang e kakula sa thammo sappa sa loka sa sa de waka sa e se wa thammo jadi dang anatta ta. Pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp có trạng thái biến hoại không ngừng. Pháp nào có tên gọi là khổ não, là pháp có trạng thái sầu đau khổ lụy. Pháp nào có tên gọi là vô ngã, là pháp có trạng thái không phải là của ta. Pháp ấy chẳng phải chỉ để riêng cho những người trong một xóm làng, một thị trấn, một gia tộc. Pháp ấy để chung cho tất cả thế gian và thiên giới. Tất cả chúng sinh sẽ phải vĩnh biệt cõi đời, vì sinh mạng của tất cả chúng sinh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng. Tất cả chúng sinh đều phải chiêu cảm nghiệp duyên của mình đã tạo, rồi đi thọ sanh trong kiếp sau. Chúng sinh nào tạo nghiệp dữ phải chịu khổ trong các khổ cảnh, chúng sinh nào tạo nghiệp lành được thọ sinh vào cõi an vui. Cho nên người đời cần phải kịp thời tạo nhiều phước đức để làm của tùy thân trong kiếp sau. Vì phước đức là nơi nương nhờ của tất cả chúng sinh trong đời vị lai. Sự sống của chúng sinh thật là ngắn ngủi, sự già hằng đưa đến sự chết. Trên lộ trình sinh tử đó, chúng sinh hoàn toàn bất lực,
Nếu người đời thấy rõ sự chết là điều đáng lo sợ, thì nên tạo nhiều công đức, vì mọi phúc lạc đều bắt nguồn từ những công đức đó. Các pháp hữu vi thật không bền vững, có tính sinh diệt là thường, vì nhân sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, nên thường hay có sự khổ não. Chỉ có niết bàn là pháp tịch diệt, giúp các pháp hữu vi ấy được mới có sự an vui tuyệt đối. Kinh hồi hướng vong linh. Thì rô đề xu tên thân đi sân thị sinh khá thức kê xu chạy đoá ra ba ha xu tị thân đi á gan toa nát sạc căng thả răng bá hụ tê anh nhá ba năm hi khá chạc bồ chêu bá thi tê nà tê sang. Bồ chí sá ra sá ta năng cắp mạ bạch chạy giá ê quăng đá lãnh tị nhà tị năng dê hôn tị ảnh ủ cắm bác ca sư trình bá ni tăng ca lê nà cắp tí dân ba ná khô chá năng. Ý đăng vô nhà tị năng hôn tù sư khí tà hôn tù nhà thái vô tê chạy tà thá sá ma gần tòa nhà tí bê tà sá ma gà tà bà hụt tê anh nhà ba năm hi sắc cách chăng anu bồ đá rê. Chỉ rằng chỉ quanh tụ nhộ nô nhà thí dê sang hê tụ là phá mạ sê âm ha căng chắc tạ vô cha đa giấc ca chả nếp phá la ni tạp tạ ca si áp thị gô rạc khê thá la quê chá tìm. Và nị cha ta đi si na thị rành dê na ca giả ca dân y tô đi nê na giả bên thị bê ta ca là ca tha ta hình ô na tê u đa căng vô thăng. Nhà tha ninh năng bà hoa tha ti e hoa mê vậy tổ đinh năng bê tà năng u bà cập thì gia tha hoa lý hoa ha bù ra bà ri bù ren thi sa gà răng e hoa mê vậy tổ đinh năng bê tà năng u bà cầm bà thi a đa si mê. A ca si mê nhà thi minh ta sa kha cha mê bê tà năng đa khi năng đa cha bùm bê ca tâm an nụ sa răng nê rô năng qua sô cô qua già quanh nhà phá rì đê quá nam. Na tăng bê ta na mặt thả dễ quanh thị thân thi nhà thế vô và dành cho cô đa khi na định na sân không biết sâu và thịt thi ta đi ca ra tăng hi ta ya sa tha na sô u pa cầm bát ti sô. Nhà thị thầm mô cha dành đi đa si tô bê ta na pu cha cha ta u la ra pa lanh cha phi ku na ma nup pa din năng tum hê hi pu nhăn ba su tăng. A na pa canh ti vua bim vi sa ra nằm mộng thị thân nhân bị khổ quả đói lạnh đến bạch hỏi Thế Tôn. Đức điều ngự bi mẫn chỉ dạy cách tạo phước hồi hướng các phong linh thoát ly mọi khổ ác. Các quyến thuộc quá vãng thường đến nhà thân nhân, đứng ngồi cửa tựa vách ngã đường hay cổng thành trông chờ hưởng phước thí, nhưng vì kém phước duyên hương linh bị quên lãng. Thân nhân tạo phước lành do công đức bố thí nên phát nguyện bằng lời: nguyện quyến thuộc quá vãng thường hưởng công đức này được thọ sanh an lạc. Những thân nhân quá vãng văn tập các đạo tràng nhận được phước hồi hướng thường thốt lời cảm kích, mong quyến thuộc của mình được trường thọ phúc lạc. Người đã tạo công đức chẳng được phá lành. Trong cõi chúng sanh khổ không có các sinh kế trồng trọt hoặc chăn nuôi, bán buôn hay trao đổi. Chúng sanh cảnh giới này hằng mong đợi phước báo do thân nhân hồi hướng. Như nước trên gò cao chảy xuống vùng đất thấp, phước lành đã hồi hướng, có diệu năng cứu khổ như trong sông tuôn chảy đều hướng về đại dương. Nguyện công đức đã tập thấu đến chư hương linh. Khi người nhớ ân trước do tình nghĩa thân bằng, do tương duyên quyến thuộc, hãy cúng dường trai tăng hồi hướng phước đã tạo. Sự khổ sầu thương cảm trước tử biệt sinh ly không có lợi ích gì cho thân nhân quá vãng. Các trái tăng hợp đạo gọi đắc khi na đà ná, cúng dường vô phân biệt đến đại chúng trăng già, bậc thầm hạnh giới đức, đọc vô thượng phước điền, được vô lượng công đức,
là thắng duyên tế độ hương linh trong cảnh khổ, do thiện sự đã làm, do hồi hướng đã nguyện, do tăng lực đã cầu, xin tiểu thành phúc lạc đến hương linh ông Quỳnh Công Nhi pháp danh Nhật Hòa. Bởi không tường diệu đế, hữu tình tạo nghiệp duyên, chính vô minh nguồn cội, nguyên nhân tạo nên hành, từ hành vi thiện ác gieo chủng thức tái sinh. Như vậy chính do hành kết sinh thức tập khởi, thức chủng tử đầu đời tạo hiện hữu thân tâm. Bởi do ý nghĩa này gọi thức duyên danh sắc, vật chất và tâm thức biến hiện sáu giác quan. Như vậy do danh sắc đột nhập được hiện thành, sáu giác quan năng động tiếp xúc sáu cảnh trần. Như vậy do lục nhập hiện tượng xúc sanh khởi, sáu căn gặp sáu cảnh khổ lạc xả phát sinh. Như vậy do duyên xúc cảm thọ được tạo thành, khổ lạc ưu hỷ xả nhân sanh mọi chấp trước. Như vậy chính cảm thọ duyên tạo nên ái dục, tham muốn nên dính mắc dục lạc cuộc mê tâm, nên gọi nhân ái dục là duyên sanh chấp thủ. Khi tâm trần hệ lụy biến hiện muôn sở hành, như vậy do chấp thủ tác động hữu khởi sanh, có tạo tác có quả, có chủng tử luân hồi. Như vậy do duyên hữu sanh quả được hiện thành, có thân hẳn phải già, có sanh ắt có diệt. Chính do ý nghĩa này gọi sanh duyên lão tử. Cũng chính do duyên sanh, sầu bi khổ ưu não toàn bộ khổ uống này được hiện thành tập khởi. Vô minh diệt, hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sắc diệt, danh sắc diệt lục nhập diệt, lục nhập diệt xúc diệt, xúc diệt cảm thọ diệt, cảm thọ diệt ái diệt, ái diệt chấp thủ diệt, chấp thủ diệt hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt lão tử diệt, sầu bi khổ ưu não toàn bộ khổ uống này không hình thành tập khởi. Kệ khuyên tu. Việc trần thế khuyên ai phải ngẫm, danh mà chi, lợi lắm mà chi, bả công danh bột nước ra gì, mùi phú quý vần mấy tan hợp, săn cho mấy cũng rồi một kiếp, giàu đến đâu chỉ hưởng một đời. Lệ tử sanh đeo đuổi kiếp người, thân tứ đại lấy đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, nắm cô phần đa thị thiếu niên nhân. Tấm thân này vốn thật giả thân, nay còn đỏ mai chưa chắc được, phần nỗi bệnh nỗi già thuốc phược, sống trên đời sống được bao lâu. Mới này sanh kế đã bạc đầu, rồi đã đến hoang khâu một nắm. Ôi tam thốn khi tại thiên năng dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hưu. Muôn việc đều nương mấy tắc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng dứt, nào sự nghiệp thân nhân tài vật, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Sanh giả không, hề tử giả không, đời vật chất hết mong tồn tại, rồi tử sanh luân hồi mãi mãi, nổi trôi theo bể khổ trầm luôn. Gẫm gắn thay định luật vô thường, khuyên nhân thế tầm đường giải thoát. Nếu chí nguyện thanh cao mong đạt, cần nương theo giáo pháp Phật Đà, dốc một lòng tự giác giác tha, hành bậc chánh hướng về đạo cả. Kiếp thức tỉnh mê đồ buông xả, thôi đắm say huyễn hóa hồng trần, ly não phiền Phật cảnh cao đăng, thành chánh quả vô sanh bất diệt. Bụt đăng sa năng ga cha mi, thầm măng sa ra năng ga cha mi, sang khăn sa ra năng ga cha mi. Hương linh ông Quỳnh Công Nhi pháp danh Nhật Hòa, quy y Phật đấng thiên nhân điều ngự bi trí vẹn toàn. Hương linh ông Quỳnh Công Nhi pháp danh Nhật Hòa, quy y pháp đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Hương linh ông Quỳnh Công Nhi pháp danh Nhật Hòa, quy y tăng bậc hoàng kỳ chánh pháp
vô thượng phước điển. Duttiyam vi Buddhang saranam gacchami. Duttiyam vi Dhammang saranam gacchami. Duttiyam vi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai, hương linh ông Quỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Tatiyam bi Buddhang saranam gacchami. Tatiyam bi Dhammang saranam gacchami. Tatiyam bi Sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba, hương linh ông Quỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nguyện cầu thập phương tam thế tam bảo tùy từ tiếp độ hương linh ông Quỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, được trượng thừa tam bảo lực tốc xã mê đồ, siêu sanh lạc tận. Kinh Giải Thoát Giáo. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp, không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy, nhẫn nại pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng, niết bàn quả tối thượng, chư Phật dạy như vậy. Xuất gia không hiềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Nhẫn nại pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhẫn nại. Nhẫn nại có khả năng bứng gốc rễ tội ác và đoạn tận nguyên nhân mọi tranh chấp cãi lẫy, là năng lực người chỉ đoạn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bạn lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành an lạc. Ta, người đều lợi ích, nhân loại và chư thiên đều thương mến hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại mãn kiếp sanh thiên giới, chống đắc quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật cách cao thượng. Nguyện cầu tám hướng mười phương, chúng sanh muôn loại hãy thường an vui, dứt trừ quan cả nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan, hạ nhau chỉ chút lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu, chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dài, nguyện cho an lạc từ nay, dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn, dứt trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu phiền não đoạn trường viễn ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh hạnh, từ bi vẹn toàn. Dân kinh chi cu sa la cam măng ca tập bằng ki ri yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sa ta san ni no a ti ye cha san tam. A san yi no ka tang punya pha lăng mai hăng sam bê pha ghi pha quan tu tê ye tang ka tang su vi di tang din ang punya pha lăng mai yam. Ye cha tan san a cha nan thi đê hoa gần toa ni vê đa yung sam bê lô kâm hi ye san ta. Chi văn ta ha ra hệ tu ca ma nu nhân phu cha năng sắp bê la phân tu ma ma chê. Tạc xa ti, con xin hồi hướng phước này khắp cùng khắp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc xa gần, hiện tiền qua vãng, trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm quan hỷ, báo truyền giúp cho thế đều hưởng phước cam lồ, đạo căn bất thối, tâm vô khổ sầu. Lời vàng chư Phật thâm sâu, thấm nhuần trăm họ, năm châu thái bình. Con cùng pháp giới chúng sinh, đồng lương chánh pháp, quang minh chân truyền. Tín tâm giữ vẹn một niềm, buông bồ phúc huệ, gieo duyên nhất lành.
Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, với đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, với đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Nguyện công đức đã làm hồi hướng khắp chúng sanh, với đi phiền não khổ Phật đạo được viên thành. Qua kinh cầu siêu, trợ tiến đến hương linh ông Quỳnh Công Nhi, pháp danh Nhật Hòa, từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2021, lúc 22 giờ 25 phút tại Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ là 82 tuổi. Ai mời sĩ Nhật Quỳnh Quang Hỷ lên hồi hướng, đại diện cho đạo tràng ha. Rồi, xa thủ sĩ Nhật Quỳnh. Con xin thay mặt gia đình của Quỳnh Nhật Hòa cũng như thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài rất là nhiều. Ngài đã cho chúng con một thời kinh trợ tiến đến Quỳnh Nhật Hòa. Và Nhật Quỳnh cũng kính cảm ơn đạo tràng đã bỏ chút thời gian để hướng tâm về Quỳnh. Mặc dù trong đạo tràng này Nhật Quỳnh nghĩ rằng ít có vị biết Quỳnh, nhưng mà với cái tâm thành có nghĩa là thế nào Quỳnh cũng rất là an vui. Và con xin kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đạo tràng đã tạo được trong mấy kỳ qua cho đến với Quỳnh Nhật Hòa. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hướng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hướng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Đạo tràng phước đã tạo ra những ngày hôm trước hay là hôm nay hồi hướng hương linh phước này, siêu sanh nhàn cảnh đủ đầy an vui. Riêng phần Nhật Quỳnh, Nhật Quỳnh xin chia cái phước mà Nhật Quỳnh đã phụng sự tâm bảo, nhất là ở trong rơm Phật giáo Nam truyền, đến với huynh Nhật Hòa. Dù huynh ở cảnh giới nào, hãy hoan hỷ thọ nhận phần phước này để bổ túc ba la mật của huynh sớm thành tựu đạo quả Niết Bàn. Huynh là một vị học di dục rất là giỏi. Nhưng huynh nghĩ dù ít nhiều huynh cũng có thể tiếp thu được phần hội trợ tiến của Ngài Trí Đức cũng như đạo tràng. Và mong huynh dù ở cảnh giới nào hãy nhận thọ nhận phần phước. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô San Kha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Nhật Quỳnh thành kính cảm ơn đạo tràng đã bỏ thời gian để chi phước đến huynh Nhật Hòa. Và bây giờ thì con kính dâng mít đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Theo chương trình thì hôm nay chúng ta tiếp tục học những câu Phật ngôn, nhưng mà cái phẩm không phóng dật chúng ta đã học qua. Bây giờ chúng ta ôn lại trong 12 câu phẩm không phóng dật. Thì quý vị thấy học văn ôn thì bỏ luyện, chúng ta học để rồi chúng ta hiểu như thế nào để có lợi ích trong cuộc sống, đó là điều quan trọng. 12 câu Phật ngôn đó, quý vị tâm đắc câu Phật ngôn nào và đã giúp cho chúng ta trong sự tu tập có lợi ích ra sao? Đây là điều chúng ta học thì phải hành, chứ không phải nói rằng ồ học để cho gió thổi mây bay ha. Mà chúng ta học phải chiêm nghiệm, phải tâm đắc để rồi chúng ta hưởng được cái hương vị của giáo pháp, chứ không phải chúng ta học rồi coi như là trả cho thầy, không được. Mình phải hưởng được cái gì, sự an vui trong đó,
chứ không phải là học rồi cái xù luôn, không được nghe. À, thì bây giờ cái phẩm không không vật Appama đó có 12 bài, bài 21 đến bài 32, 21 tới 32. Như vậy thì quý vị đã tiếp thu được cái gì, tâm đắc được cái gì trong 12 bài đó? À, quý vị có thể trình bày. Ở đây gọi là trình bày để mình cảm nhận được, à, Đức Phật dạy như vậy, mình tiếp thu, mình thực hành, hoặc là mình coi như có những cái chỗ nào mà thấy Phật nói cao siêu quá, nghe không hiểu, thì bây giờ có thể nhờ đạo tràng chúng ta lý giải, à, theo cái tư kiến của chúng ta trong cuộc sống này. Bởi vì thời kỳ của Đức Phật là cái thời kỳ mà thượng căn, còn bây giờ chúng ta hạ căn, không có duyên sinh ra trong thời kỳ đó, cho nên chúng ta không tiếp thu được. Thì chính không tiếp thu được như vậy chúng ta mới thảo luận để có những cái gì khế cơ, khế lý trong cuộc sống này. À, những gì chúng ta thấy trước mắt đó là cái nạn dịch mà người ta gọi là mất dịch COVID-19. Cái đó chúng ta áp dụng trong những cái câu Phật ngôn mà chúng ta đã học, phong dật và không phong dật. À, chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta với những cái pháp nó hiện khởi mà chúng ta đang thấy. Tại sao có những cái trường hợp đó mà người bị, người không bị? À, và tại sao nó xuất hiện? Thì nếu mà chúng ta học hỏi về Phật Pháp thì cái gì cũng quả, không phải là tự nhiên mà nó phát sinh nên có nhân câu quả. Mà bây giờ nó phát sinh lên nhiều quá, nhiều quá, cả thế giới đều bị, thì cái đó không phải là biệt nghiệp mà đó là cộng nghiệp. Đó là cộng nghiệp. Mà cộng nghiệp thì chúng ta có dính vào đó hay không? À, chúng ta nơm nớp lo sợ. À, lo sợ vì sao? Vì chúng ta không làm chủ được chính mình. Không làm chủ được chính mình bởi vì chúng ta không làm chủ được cái sinh mạng của mình. À, mình phải định đoạt được mình sẽ sống được bao lâu, à, sống được mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, mấy giờ. À, mình không làm chủ được chính mình về cái sinh mạng này. Cho nên chúng ta phải sợ. À, mình không làm chủ. Rồi cái vấn đề bệnh tật này, nhất là cái dịch này nè, mình không biết là mình bị như thế nào, à, lây nhiễm như thế nào, mình bị người này người kia, người giàu người nghèo, hoặc là cái người mà có như không quen biết, hay là người thân họ lây bệnh, họ làm cho mình, à, bị nhiễm cái dịch này. À, cái bệnh tật nó đến, mình không biết cái nguyên nhân người nào đem đến cho mình, cho nên mình phải nơm nớp lo sợ. Rồi cái thời điểm mình không thể định đoạt được là mình phải chết vào lúc nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Rồi khi mà bị cái dịch này mà mình chết đi thì làm sao mà gặp được thân bằng quyến thuộc? À, mình chết buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, khi mà mình bị dịch như thế này thì còn gặp gỡ được ai? À, cách ly rồi. Thì chính đó là những cái điều mà mình lo sợ. Hoặc là khi mà mình nhắm mắt xuôi tay thì cái sự nhắm mắt xuôi tay đó, mình nằm trên giường hay nằm dưới đất, nằm ngoài đường hay nằm trong bụi, hay là nằm dưới nước, nằm trên bờ, mình ra đi. Và cái chỗ mình ra đi, mình không biết là mình nằm xuống tại đâu, nằm xuống tại đâu mình không biết, thì cái chỗ tái sanh làm sao biết được. Mình tái sanh về cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục. Trong lục đạo này, sáu con đường này, mình đi về con đường nào?
Cho nên có những cái điều mình không làm chủ được mình. Mà không làm chủ được mình thì mình bị những cái định luật bên ngoài nó chi phối. Định luật nào chi phối? Định luật về thời tiết, định luật về chủng tử, định luật về tâm thức, định luật về nghiệp và định luật về pháp. Những cái định luật này là những cái pháp cố hữu, cố nhiên, là một cái quy luật tự nhiên của trời đất mà mình không thể chuyển hóa nó được. Ví dụ như thời tiết, mưa, nắng, nóng, lạnh, xuân, hạ, thu, đông, đó là một cái quy luật tự nhiên của vũ trụ, không ai làm khác được. Quy luật của vũ trụ, của thời tiết, không ai có thể thay thế nó được. Mưa, nắng, nóng, lạnh, không có ai thay đổi. Rồi cái định luật về chủng tử, tức là giống chua, giống ngọt, giống cay, giống đắng, đó là một quy luật tự nhiên của thảo mộc. Không thể nào mình trồng cây xoài mà nó ra cái trái bưởi được ha. Xoài thì ra trái xoài, mà chanh thì phải ra chua, đó là cái điều chắc chắn. Ớt thì phải cay. Cái quy luật đó về chúng tử là như vậy. Rồi định luật về tâm thức, chí tánh thì già mà, tức là cái tâm nó sinh, nó trụ, nó diệt, từng sát na nó biết cảnh. Đó là cái quy luật của danh uẩn, không thể khác được. Về tâm thức, chúng ta có sự suy nghĩ thế này, suy nghĩ thế kia, rồi tức là giống như con khỉ, con vượn ha, tâm viền ý mà, đó là một quy luật của danh uẩn. Rồi định luật về nghiệp, căm ma ni gia ma, sự kiện có nguyên nhân cho nên sinh ra hậu quả. Nhân tốt thì quả tốt, nhân xấu thì kết quả xấu, cái nghiệp nó báo ứng. Vậy thì cái nghiệp nó báo ứng mà chúng ta phải chịu chung như thế này, có phải là cộng nghiệp hay không? Chúng ta cũng tạo nhiều ác nghiệp để rồi cùng làm chung với nhau, cho nên sanh ra trong cái thời điểm này, để rồi đa số bị mắc dịch. Nghĩa là cái dịch này nó hoành hành và coi như cả thế giới. Nhiều khi chúng ta chỉ có hoan hỷ, chỉ có tán thán, chỉ có hùng phước thôi, mà trong Bất Thiện Pháp, trong Bất Thiện Pháp mà tâm của chúng ta đắm say vào đó, hoan hỷ trong đó, thì chúng ta cũng bị cộng nghiệp chứ không phải là không. Đừng có nói rằng phải tiếp tay, phải trực tiếp, không. Với cái tâm của mình hoan hỷ vô những cái ác Bất Thiện Pháp thì chúng ta cũng bị trả nghiệp, mà cái nghiệp đó thì đa số là cộng nghiệp. Rồi cái điều quan trọng ở đây tức là định luật về pháp, thăm ma ni già ma, sự vận hành của pháp hữu vi. Mỗi pháp có thực tính riêng biệt, được cấu tạo bởi nhiều cái duyên hệ. Định luật về pháp, nó đến và nó đi. Pháp này có trước Đức Phật nghe. Giáo pháp thì nó thường hằng trong tam giới. Pháp thì có thiện, có ác, có tốt, có xấu. Có Đức Phật xuất hiện hay là không có Đức Phật xuất hiện thì giáo pháp, pháp vẫn có. Không có Đức Phật toàn giác thì cái thời kỳ đó sẽ có các vị Phật độc giác, vân vân. Mà có Đức Phật toàn giác thì có các vị thinh văn giác, vân vân. Thì định luật về pháp là cái sự vận hành của pháp hữu vi, nhưng mà nó có những cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của nó. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy hiện tại đối với Covid. Thì quý vị biết một số các chùa đóng cửa, đây cũng là cái ác nghiệp trong quá khứ. Để rồi bây giờ chúng ta coi như nhập hạ sớm một tí, thay vì
rằm tháng 6 qua ngày 16 bắt đầu vô hạ là an cư cấm túc ha. Thì đây chúng ta sẽ được cấm túc, sẽ được coi như nhập thất. Tức là bây giờ đi ra khỏi chùa, ví dụ như một cái thiền viện Phước Sơn là nội bất xuất ngoại bất nhập. Và chính vì vậy, do những cái nghịch cảnh như vậy, chúng ta tu được nhiều hơn. Bởi vì chúng ta quay lại với chính mình để thấy rằng mình có dễ vui hay là không dễ vui, áp dụng 12 câu Phật ngôn. Rồi bây giờ vị nào triển khai tâm đắc 12 câu Phật ngôn đó, quý vị thấy câu nào mà làm cho mình coi như cảm thấy rằng những câu Phật ngôn này thích nghi với hoàn cảnh hiện tại, và quý vị cảm thấy rằng đây là một bài học, nếu mà được như vậy thì rất là tuyệt vời. Alo. Khi mà quý vị học đến những câu Phật ngôn này ha, quý vị học đến cái câu Phật ngôn 127, quý vị thấy rất là thực tế. Tức là không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi vào khe của những ngọn núi, mà người đứng ở nơi đó có thể thoát khỏi cái nghiệp ác. Không có khu vực ấy ở trên trái đất này. Tức là mình đã tạo được cái nghiệp ác, mình đã tạo được những cái điều ác bất thiện pháp thì phải trả quả thôi. Đây là một cái điều mà chúng ta đang ở trong cái khổ cảnh này phải nhận ra cái điều đó. Dầu cho động thẳm hang sâu hoặc nơi biển cả non đầu rừng thiên, chẳng đâu trốn thoát ưu phiền, lỡ gieo ác nghiệp khổ liền chạy theo. Tức là chúng ta đã tạo được ác nghiệp rồi, thì bây giờ dầu ngài Mục Kiền Liên ngài là một vị A La Hán, ngài cũng phải chấp nhận cả nghiệp. Vậy thì 12 câu Phật ngôn không phóng dật, quý vị thấy tâm đắc như thế nào? Quý vị thấy tâm đắc như thế nào? Để rồi mình có một cái sự coi như là tinh tấn chứ. Thận trọng này là 1, 2, chú tâm là 2, quan sát là 3, đó là 3 điều để cho chúng ta áp dụng trong 12 câu Phật ngôn không dễ vui. Rồi nhường cho quý vị nói chứ không lẽ chúng tôi nói hoài ha. Rồi nói cái ông này nhiều chuyện. Bây giờ ai xung phong? Văn Ôn Bảo Luyện. Rồi Xích Nhật Quỳnh, xà thủ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mài, Nam Mô Sang Khai. Con thấy con là người sao cô Nhật Quỳnh, hay sao cô Nhật Quỳnh không chịu lên mà lại nhường cho Meta. Dạ thôi thì Meta cũng cảm ơn cô đã nhường cho Meta lên trước. Dạ, trước hết thì con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức. Con kính lãnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lãnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con có cái tật là hãy làm cái gì con hay muốn làm trước cho rồi. Cho nên con cũng cảm ơn đạo tràng là đã nhường cho con lên nói trước. Thì kính bạch ngài, kính chào quý vị trong đạo tràng. Dạ. Qua 12 câu trong cái phẩm không phóng dật này đó, thì con thấy từ câu thứ nhất cho đến câu thứ 12 thì câu nào Đức Phật cũng đưa ra cái thông điệp là không phóng dật.
đường sống phóng dật là đường chết, không phóng dật, không chết phóng dật như chết rồi. Câu nào con thấy là Đức Phật cũng đưa lên cái thông điệp, đưa lên cái pháp mà để cho chúng con thực hành, để đưa đến cái quả tốt đẹp và đi gần đến đạo giải thoát. Thật vậy, nếu mà chúng ta phóng dật, tức là chúng ta không có niệm, thì tâm chúng ta sao lãng, công việc chúng ta làm không trọn vẹn, vì chúng ta sẽ quên đầu, quên đuôi, hoặc không có thứ tự, và có thể đi sai đường và đưa đến kết quả không tốt. Nếu chúng ta có niệm, thì sự ghi nhớ, ta có sự ghi nhớ, ta sẽ đi đúng đường và hoàn thành tốt công việc của mình. Trong 12 câu pháp cú này, câu nào con cũng thích, nhưng nếu nói là câu nào tâm đắc, thì con xin tâm đắc cái câu thứ 12. Đó là Abhamma Dharato Phitkhu Bhamma De Phayadatsi Wa Afabbo Barihana Ya Nibbanatse Wa Santike. Trong câu pháp cú này thì Đức Phật đã cho chúng con thấy rằng vị tỳ khu thích thú trong sự không sao lãng và đã nhìn thấy nỗi hiểm nguy trong sự sao lãng, vị ấy không thể thối đọa, vị ấy ở gần Niết Bàn. Và trong câu pháp cú này thì chúng con cũng còn thấy là Đức Phật đã đưa lên hai cái đức tánh đáng cho chúng con ghi nhớ, đó là tri túc và thiểu dục. Nếu chúng con là người tri túc thì chúng con sẽ biết rõ thứ gì chúng ta cần, thứ gì chúng ta đã đủ. Từ đó chúng ta sẽ hạn chế được cái tính hoang phí, tiêu xài bừa bãi và có thể đưa đến cái tai hại là mang nợ nần. Và một điều nữa là nếu chúng ta mong muốn nhiều quá mà không đạt được thì sầu muộn, sợ hãi sẽ đến với chúng ta. Hai cái đức tính thiểu dục và tri túc này là hai đức tính cố hữu và là tập quán di truyền của Đức Bồ Tát trước kia. Chính Ngài đã nói lên trong cái duyên sự về loài chim anh vũ. Đức Thế Tôn cho các vị tỳ khưu biết là nếu hành được hai đức tính này thì sẽ không thể nào xa lìa đạo quả và chắc chắn sẽ chứng ngộ được Niết Bàn. Và qua cái câu pháp cú số 12 này thì con rất là tâm đắc là ở chỗ là cái thông điệp về cái sự không phóng, lợi ích của cái sự không phóng dật, lợi ích của cái sự hoan hỷ trong sự không phóng dật và cái đức tính thiểu dục tri túc. Và qua cái tình thế hiện tại này, con thấy là áp dụng cái câu pháp cú này thì con quyết là con sẽ hành theo, là con sẽ ghi nhớ lúc nào mình cũng phải nên có niệm, không nên sao lãng, và thực hành cái đức tính tri túc thiểu dục, và để liên hệ tới cái tình trạng hiện tại hiện nay về cái dịch COVID
thì con sẽ luôn luôn ghi nhớ là chúng con phải lúc nào cũng phải mang khẩu trang, lúc nào cũng phải dùng nước rửa tay, rồi phải nhớ là phải xa đám đông, không nên gần đám đông. Và con tuân thủ theo những cái điều mà chính quyền ở nước của chúng con, nơi chúng con đang ở. Và chúng con cố gắng thực hành để cho cuộc sống chúng con có được sự an vui. Dạ, thì con hiểu được bao nhiêu thì con trình bày bấy nhiêu. Dạ, con xin nhường mic lại cho những vị kế tiếp ạ. Dạ, thưa con xin hết. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Metta. Dạ, Nhục Quỳnh chờ hoài không thấy bàn tay vị nào, nên con xin phép ạ. Dạ, con thấy một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ với bà, với cô tu nữ, Nhục Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhục Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng. Cho Nhục Quỳnh biết được tín hiệu, và Nhục Quỳnh kính mời quý vị thích bài nào thì có thể đưa bàn tay mình lên để chia sẻ. Và lúc nãy Nhục Quỳnh thấy ngài mời lâu rồi mà không thấy vị nào đưa tay, thì Nhục Quỳnh đưa tay định đỡ mic cho ngài để ngài nghỉ ngơi trong giây lát, nên mà thấy chị đưa tay chị rất là hoan nghỉ. Và bây giờ kính mời Sức Kim ạ. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các cô, các sư, con không biết có sư nào vô nữa không? Các sư và các cô tư nữ cùng với vị Phật tử. Thôi còn có khoảng 1 tiếng nữa, thì để con chia sẻ luôn cho rồi, làm xong 4 phần. Trước hết con kính lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ. Trước hết con xin cảm ơn cô Metta đã chia sẻ đưa ý kiến của mình về phẩm không phóng dật có 12 câu. Con cũng đồng ý với cô đó một vài điều. Nhưng mà đối với con á thì con thấy 12 câu này, câu nào đó Đức Phật cũng đưa lên cũng cái điểm chính của nó là không phóng dật, không phóng dật. Đối với con thì con biết Phật giáo rất là trễ. Tới khi mà con qua Mỹ mấy chục năm sau rồi con mới biết Phật giáo. Nói thật sự biết Phật giáo, nhất là Phật giáo Năm Truyền, thì con bắt đầu biết tới Phật giáo Năm Truyền từ năm 2011. Khi mà má con chết, thì con mới biết vào bắt đầu nghiên cứu về kinh kệ. Nhưng lúc đó thì con lại không có sách của bên Nam Truyền, con chỉ có mấy cuốn sách của bên Bắc Truyền thì con có đọc hết. Nhưng mà con thấy nó mênh mông quá, con cũng có nhiều, rất nhiều điểm con không đồng ý. Nhưng mà con vô chùa con hỏi mấy bà đi cô á, con thấy bà lo chiên chả giò làm đồ ăn chay không, hỏi bà cũng đâu biết. Thường mấy bà cũng đọc mấy bài kinh cầu an, cầu siêu, đại khái trong cuốn kinh tụng hàng ngày đó. Thì con mới đi, trong chùa cũng không có sách gì nhiều nữa, con phải đi mua. Mua hết. Hồi đó không có biết vô YouTube, hồi đó hình như là không có bỏ lên trong YouTube hay là
Google để mà download PDF xuống mà có sách. À, sau này thì có nhiều rồi, thì con nghe mấy ông sư đó kể, nhất là nghe ông Tịnh Không rồi. À, có ông nội sư ở trên Giảng Phật Thành, tự nhiên sao quên tên ông đó, ông đó người Tàu, quên mất tiêu, ông có cái chùa trên San Francisco, trên đó xa đó, cũng đi lên trển, ông quên tên ông tiêu rồi, chùa 10 như vậy. Thì nghe nó cũng mênh mông quá, trời ơi, có những cái rất xa vời. Nói túm lại, sư nói con chia sẻ, nhưng mà sư cứ nói 10 phút, 15 phút vậy không, con không biết nữa. Thưa quý sư các sư và các cô tu nữ và quý vị, đối với tôi chữ phóng dật á, thì theo tôi bắt đầu tôi biết được cái chữ phóng dật á là khi mà tôi vô trong Phật giáo, tôi mới nghe cái chữ phóng dật đó, vậy thì tôi mới biết. Chứ thật ra người thường nhật ngày thường từ nhỏ thì tôi chỉ nghe nói là mày đừng có đản chí, mày đừng có ham chơi, mày nhớ đi. Tại vì thường á thì má tôi hay cúng ông địa mỗi ngày, tại bà buôn bán mà trước khi mà cúng ông địa phải ăn một chút vậy đó. Có thằng tôi hỏi má sao mà cúng mà sao mà ăn trước vậy, má tôi mới nói chứ ông địa cúng ông địa phải ăn trước chứ vậy. Tôi hỏi chi vậy, bà nói tại ông địa sợ bị thuốc nên ăn trước ông mới dám ăn. Tôi cười quá rồi, trời ơi, ông địa chết rồi mà cũng sợ bị thuốc nữa. Mà chúng ta tưởng tượng chắc ổng ngồi trong bàn thờ, ngồi trong ngóc cũng nhòm nó làm sao ha, cho lợi dụng ra đó. Thế cái bàn thờ không à, tôi nói mà nếu ông địa này ổng ngồi bàn thờ đó, tôi hỏi má tôi ông địa trong ngồi bàn thờ có không thiệt má. À, vậy giờ mấy người làm ông địa, mấy người ta nắng cục đất sét người ta làm ông địa, ông thần tài này nhiều lắm, nhà người ta có nhiều ông địa ông thần tài lắm hả. Má tôi ngượng hỏi mấy con không có đâu, mày thỉnh ông địa ông thần tài mày phải khai quang điểm nhãn chỉ mất gì đó, tôi không biết khai quang điểm nhãn hết. À, tôi hỏi khai quang điểm nhãn là cái gì vậy, bà nói thì vô chùa mấy ông sư mấy ông thầy chùa làm gì đó được, thôi cũng qua đi cũng được được đi. Thì có một lần má tôi kêu tôi đi xuống chợ mua 1 ký nhãn chôm chôm thôi, bòn bon thì tôi quên rồi. Mà lúc đó tôi đang khát nước mà hơi đói bụng chút nữa, tôi thấy ngon quá, tôi ăn một hai trái thấy ngon, ngồi ăn từ chợ lên tới nhà nửa 1 ký đâu còn có chút, còn nửa ký hay nhiêu quá vậy nhà. Chạy tôi tưởng má tôi kêu cúng ông địa, nhìn tôi về bà nói sao mà bán 1 ký sao có chút xíu vậy. Nghĩ tôi coi phim Tứ Quái Sài Gòn đó, nghe ông khả năng là đóng vai Đổng Trác, nói với ông Tùng Lâm là đóng vai Lý Trọng, tại sao chai xá xị sao còn có nửa chai vậy hả. Thì ông Tùng Lâm nói dạ thưa đi nắng nó héo. Cái tôi nói đi nắng nó héo luôn á, mà chứ héo cái đầu mày á, mày ăn thì nói ăn đi sao biết hay vậy. Cái mỏ mày bóng lưỡng đó, cái nói ăn rồi má cúng địa mà ăn trước đâu sao đâu má. Mình không phải, bữa nay cúng dỗ gì đó tôi quên mất tiêu rồi, cúng là không có được ăn. Cái má mới tôi mới kêu chứ là đi mua cái khác đi, chị này nhớ đừng có ăn nha. Tôi mới dạ, cái tôi nhớ thì đi mua không ăn nữa, nhưng mà tôi còn nửa bịch đó, tôi nói vậy cái này con làm luôn nha. Bà nói mày ăn rồi ăn luôn cho đã miệng mày đi. Cái tôi mới đi xuống cái bà bán trái cây ở quen nó, ủa ăn ngon mua nữa hả, sau này có nhiều tiền vậy? Không dám đâu á, cái này cúng dỗ đó tôi không biết tôi ăn. Má tôi la, rồi má tôi kêu mua cái khác nữa, dặn gì á phải lựa cái đồ tốt tươi đó, bảo mình lựa đồ tốt tôi thì tôi đem về. Kỳ này tôi nhớ không dám ăn nữa về đó, với lại tôi ăn nguyên ký kìa chắc cũng no rồi không dám ăn nữa. Thì đó là ý tôi nhớ là không có phóng dật. Còn đó là chuyện ngoài đời, còn chuyện mấy nghề nghiệp như là ăn trộm, cái chuyện này cho nghe ăn trộm nha. Thì ăn trộm ngoài đời đó, thì cái ông cha làm nghề ăn trộm dặn con trai rằng con ơi hãy nhớ lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm đó. Thì mày làm mạng trộm một mánh thôi là mày sống được 3 năm đó nha. Thì ổng mới dạy, ổng dạy chiều nghề cho thằng con, ổng ăn trộm đủ thứ, chỉ mánh này mánh kia đủ thứ, mở khóa rồi bị kẹt trong rương, mở làm sao làm sao làm sao. Cái bữa hôm đêm đó ổng mới kêu con ổng bây giờ mày lại giếng cái nhà này nè, mày phải nhớ những lời tao dạy nha. Rồi cái ổng mới kêu nó vô trong đó, bà bò vô cái rương mà giữ vàng bạc vậy đó. Thằng đó, thằng con ổng vừa chui xong ổng khóa lại. Cái ổng mới la lên, ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm. Rồi ổng chạy, thằng con ở trong đó nó sợ muốn chết. Nó nói trời trời, cha ơi cha, sao cha hại con vậy? Cha không cứu con, cha còn hại con nữa. Nó kêu ráng hết sức, nó nhớ những lời ổng dạy. Nó mở được cái hộp ra xong rồi, nó chạy tán mạng về tới nhà.
thì gặp ông già nó ngồi ở trong nhà đang uống nước trà, đun đùi, bỉnh bơ à. Nó hổng hải nói, chai cha, sao cha có vậy? Con không làm chí, chắc con chết rồi, con bị bắt người ta đánh con chết rồi. Ông cười ông nói, như vậy từ rày sắp tới là mày đã có thể đi ăn trộm, ăn cắp một mình mày được rồi đó. Chà mày thành công rồi đó. Đó, tức là cái thằng này ăn trộm á, cái thằng ăn trộm con á, nó không có phóng dật, nó nhớ những lời cha nó dặn khi mà nguy cấp, nó nhớ những cái nghề mánh trong dạy thì nó mới không có bị bắt. Đó là tôi nghĩ rằng phóng dật là như vậy, là nhớ những lời dặn. Khi mà tôi vô trong Phật giáo thì tôi nghe chữ phóng dật rất nhiều, thì nó có nhiều nghĩa lắm, nhưng theo sự hiểu biết của tôi là phóng dật tức là phải có sự niệm. Sự niệm tức là sự ghi nhớ một cách chính xác. Khi mà mình ngồi thiền á, thì đối với ngồi thiền thì mình phải có niệm. Thường quý vị hay dùng chữ chánh niệm, nhưng mà tôi không thích dùng chánh niệm. Tại vì chánh niệm chỉ dùng cho các bậc thánh thôi, mình chỉ niệm thôi, ráng ghi nhớ một cách chính xác. Khi mà mình ngồi thiền với cái đề mục của này của mình là ánh sáng hay là hơi thở cái gì đó, hay đối tượng gì đó, mình phải chăm chú vào cái đề mục của mình hay đối tượng của mình một cách liên tục và chính xác, không sao lãng. Nếu mà trong tâm của mình có một cái gì nhảy vô thì mình phải cắt đứt nó liền và quay trở lại cái đề mục của mình. Thì tôi nghĩ đó là không phóng dật. Tức là phóng dật nó có nghĩa, nó đồng nghĩa với là cái phải có sự niệm trong đó, có sự ghi nhớ trong đó. Đó là theo sư tôi hiểu giống vậy. Thì trong 12 câu này thì tôi thấy mở đầu vô cái phẩm không phóng dật này, thì câu số 1 á, thì Đức Phật nói không có đọc tiếng Pali nha, tại quý vị có nhớ không nhớ, đọc tiếng Việt Nam đi. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Đó, Đức Phật nói rồi đó, không có ghi nhớ, không có niệm, không có ghi nhớ là chết, mà có ghi nhớ thì là sống. Đó, thì câu số 2, thì trong khi mình làm như vậy đó là mình thấy hoan hỷ trong cái sự ghi nhớ, trong cái sự không phóng dật đó. Tại sao? Tại vì cái mình phải bắt buộc cái tâm của mình phải ghi nhớ liên tục lại, thì đó nó rất nhàm chán, rất là khó. Đi bẻ cái tâm mình, hướng cái tâm mình theo đi cái đường đúng rất là khó. Nhưng mà đi theo cái đường phóng dật á, tức là nghĩ sao là nói, nghĩ sao là nói vậy, thích cái gì làm cái đó, không cần biết trời đất gì hết trơn. Như tôi á, muốn ăn là ăn thôi, không biết cái đó má mình kêu đi mua lẻ đi về không, có bóc miếng ăn suy nghĩ tùm lum tùm la, cúng địa ông táo gì cũng biết nữa, ăn trước đi, hiểu không? Đó là tức là mình quá nhiều cái ham muốn mà mình chiều theo ham muốn mình, cái đó là không đúng. Thì đó là câu số 2. Thì câu số 3 thì Đức Phật nói tu thiền định, kiên trì tinh tấn. Thì đó đúng rồi, như là tôi suy nghĩ là đúng đó. Trong lúc mình tu thiền định hành thiền thì mình mới kiên trì tinh tấn, mình niệm trong đó, mình ghi nhớ cái đề mục của mình. Thì cái câu số 4 á, thì giữ chánh niệm, định hạnh, hành thận trọng. Thì cũng những cái pháp mà Đức Phật dạy cho mình, phải giữ cái tâm mình, phải uốn nắn cái tâm mình theo cái đường chánh, theo cái đường không phóng dật, đừng có cho nó nghĩ lung tung hết. Thì tiếp đến cái câu số 5 cái câu số 4, câu số 5 thì lại nói là giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, thấy chưa? Đó cũng vậy. Câu số 6, tự điều phục, khéo chế những cái nhựa, xây cái hòn đảo, tức là xây hòn đảo tự mình không có tìm được cái người hơn mình hay bằng mình, thì mình hãy tự tinh tấn mình đi, quyết một mình, không chơi với ai hết, ngồi một mình đi. Câu số 6 tức là không mê sai dục lạc, giống như cô Meta nói là mình phải là thiểu dục chi túc, tức là ít thiểu dục, tức là ít ham muốn, chi túc là biết đủ, tức là mình chỉ cần những cái gì mình cần cho cuộc sống của mình hay cần cho sự tu tập của mình, chứ đừng có muốn, tại vì mình muốn nhiều quá đó thì mình sẽ khổ. Mà cái muốn thì đi vô tận, có cái tham trong đó rồi, cái sự cần nó khác với cái muốn là như vậy, cái want với cái need là khác nhau như vậy. Thì ngoài ra trong cái thiểu dục về chi túc đó, thì Đức Phật còn nói một điều nữa là dị dưỡng dị giáo, tức là dị dưỡng tức là dễ nuôi, dị giáo là dễ dạy, tức là đừng có quá cứng đầu cứng cổ, chắc vào cái tri kiến của mình, chắc vào cái dòng dõi của mình, không có chịu theo những bậc thầy mà ta dạy theo đúng đường đó.
thì dị dưỡng, tức là dù trong một cái cảnh khổ nào thì mình cũng đáng cũng phải ráng chịu khó chịu cực giống như vậy. Giống như cách đây hai bữa sư hỏi kể chuyện con chim, con chim anh rủ vậy đó, nó ăn giặt cây hoài nó sống đó. Trời ơi, tôi nói thiệt cho quý vị hả, quý vị cho quý vị ăn cái món nào mà quý vị thích nhất, thích nhất trên thế giới nào quý vị thích đó, cho quý vị ăn cái món đó suốt một tháng trời luôn, ngày nào sáng trưa chiều tối hay đói bụng cũng ăn cái món đi, tôi bảo đảm quý vị ăn một tháng hay hai tháng quý vị trợn trằn con mắt luôn, thấy cái món đó là ớn luôn tới cả tận cổ rồi, không có làm được đâu, tôi là tôi làm không được rồi đó. Mà ăn ba bốn ngày cùng một món thôi là ớn rồi đó, mà phải ăn cái món khác, mà dùng món khác do là như là nước mắm trắng với lại khô vậy đó, miễn được cái món là được rồi đó, khó làm lắm. Thành ra tôi nói không, đó sự thật là tôi như vậy. Dạ yeah. Phật giáo năm triệu, ủa quý vị có nghe không, tại sao mà có người nói là không có nghe nó vậy? Stop talking. À, quý vị có nghe tôi rõ không? Tại sao sư bấm số 2 là sao vậy trời? À. À, à, thôi giờ có nhiều giờ ha. Thôi tôi đại khái tôi nói cái sự phóng dật trong cái câu là như vậy đó. Là nó tương đương với tóm tắt này đi. Tương đương với là cái sự niệm, sự ghi chính xác. Chứ lại phải theo cái, phải tu tập tuần tự theo pháp của Đức Phật nữa mới đạt được cái đạo quả tốt thôi, chứ không phóng dật giữ niệm hoài mà không có sự học hỏi cao hơn thì cũng không có được đâu. Dạ thôi, con nói nhiều quá rồi sư ha, thì thân con xin nhường máy lại cho người khác. Cảm ơn quý, cảm ơn sư các cô tu nữ, quý vị đã lắng nghe, không ai đá mà mắm gì trơn á, luyện gì trơn á. Thôi xin mời quý vị khác kế tiếp nha. Dạ bye. Dạ sa thú, cảm ơn cô Kim đã chia sẻ. Dạ Nam Mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Trời Đức cùng chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ nhiều quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhiều quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ chị cảm ơn chị Mách Ca, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho nhục quỳnh biết được tín hiệu. Dạ theo như là ngài chị Đức thì kính mời bằng tay quý vị ạ. À. Quý vị lên chia sẻ một câu nào trong 12 câu mà mình thích nhất để mình tu tập được như thế nào, để chia sẻ với đạo tràng để cùng nhau hiểu biết thêm, để học hỏi cùng nhau ạ. Dạ mời Kim Nhung, mời Hồng Mai đưa bàn tay mình lên đi quý vị. Alo, đưa bàn tay lên. Kim Nhung đâu rồi, Hồng Mai đâu rồi, Thiên Vũ, Nhục Quỳnh biết nhiều vị có tâm đắc về câu pháp cú lắm. Dạ kính mời, dạ kính mời Hồng Mai. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, Đức Chư Tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ trong cái phẩm phóng dật này á, thì tất cả những cái câu mà Đức Phật giảng dạy đều rất là thanh thúy, và con thì cũng rất là đặc biệt chú ý đến câu 25, bởi vì cái bản thân con là luôn luôn phóng dật. Cho nên là con sẽ áp dụng cái câu này thường xuyên và tự nhắc nhở mình. Câu số 25 là Uttana nattama de ra san me na da me na cha di pang ka di ra pha me tha vi yang o kho na phi ki a ti. Nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Bởi vì trong cái đời sống hàng ngày của con á, là lúc nào cũng thấy tâm nó phóng dữ dội lắm, thì khi mà phóng thì là con biết nó phóng thì con sẽ kéo nó về, và thật sự là rất là nỗ lực chứ không có đơn giản là lúc nào cũng là hiểu và rõ những gì mình nói hoặc những gì mình làm. Do đó mà cái câu này sẽ là châm ngôn của con trong đời sống để luôn luôn nhắc nhở mình là không nên phóng dật, vì phóng dật là không có cái sự hữu ích cho mình, mà nhiều khi á ta còn đi sai, ta còn hiểu sai về những cái gì, những cái pháp mà nó xảy ra xung quanh mình mà không lấy cái pháp đó để làm bài học cho mình. Thì con tự thấy là tự điều khéo chế ngự là cái phóng dật của mình thì mình phải tự điều chế nó thôi, và mình phải khéo léo làm sao để chế ngự khi mà cái tâm mình nó phóng dật.
mình phải hiểu là nó thông nào và nó đi xa như thế nào để mình kéo nó về, để mình biết là trong hiện tại thì mình đang làm cái gì, chứ không không có nghĩ lung tung về những cái mà chưa có xảy ra hoặc là đã xảy ra rồi. Thì con nhận thấy là những bậc trí xây hòn đảo, những vị bậc trí, những vị hữu nhân, những vị mà có sức tu tập cao á, thì các ngài luôn luôn chế ngự và điều phục cái sự thống nhất của mình, là các ngài tự xây một hòn đảo an toàn để cho những cái phiền não trong thế gian không có chế ngự ngài. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà ta học thì ta thấy thì nó dễ, nhưng mà khi mà hành thì nó rất là khó khăn. Và cũng có những khi mà chúng ta bị chao đảo giữa những cái phiền não, những cái pháp xảy ra xung quanh mình, nhiều khi ta không có được cái niệm, nhiều khi ta không thấy rõ cái bản chất sự thật của vạn pháp xung quanh mình. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng phải tự xây cho mình một hòn đảo để khi gặp những điều bất tội nguyện, những điều mà do những cái quả bất thiện của mình trong cái kiếp quá khứ hoặc trong cái hiện tại này xảy ra đến cho mình, thì mình cái tâm mình nó quân bình hơn, và nó không có bị sao động, nó không có bị lôi kéo bởi những cái bất tội nguyện xảy ra xung quanh mình. Và do đó là con phải thật sự hết sức cố gắng và hết sức nỗ lực. Chứ thật ra là tâm nó động rất là nhiều. Khi gặp nói thì rất là hay, nhưng mà khi gặp những cái điều bất như ý đến với mình thì tâm con có một phần chao đảo, nhưng mà nó chỉ xảy ra trong khoảng một thời gian ngắn thôi, chứ nó không bị lôi kéo. Do nhờ cái sự học về giáo lý trong cái gương Phật giáo năm truyền này giúp cho con có một cái kiến thức rõ về những điều Phật dạy. Do đó thì con cũng luôn luôn là nhận thấy ra rõ là lúc nào mình phóng dật và có được một cái nền tảng, có một cái căn bản để mình trở về cái chính mình, trở về trong hiện tại. Và con rất là tri ân sư Trí Đức, tri ân những cái vị đã tạo nên cái gương Phật giáo năm truyền này, giúp cho con được có những cái lớp học rất là hữu ích. Và từ đó thì cứ nâng cao cái kiến thức mình về Phật pháp nhiều hơn. Và từ cái Phật học, từ những cái gì mà đã học được trong những lớp trong gương Phật giáo năm truyền, thì con nỗ lực, con tinh tấn hơn, và con tự xây cho mình. Mặc dù là bây giờ thì chưa có được như những bậc trí, nhưng mà con cảm thấy là mình cũng đã thấy được an vui hơn những hơn lúc trước, khi mà con chưa được học tập ở gương Phật giáo năm truyền này. Và con có một cái ý tưởng đó, và có gì sai thì nhờ sư Trí Đức chỉnh sửa giùm con và dạy cho con thêm, để con ngày càng vững vàng hơn và không có phóng dật nhiều hơn nữa, mà tự mình có thể là trở về chính mình, trở về cái mà mình hiện tại mình đang làm ạ. Dạ, con kính cảm ơn sư Trí Đức, cảm ơn đoàn tràng đã lắng nghe, cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã mời em. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, xà thụ, kính cảm ơn Hồng Mai rất là nhiều. Quỳnh Giang Nhật Hà đâu? Bàn tay giấu đâu rồi? Quỳnh Giang Nhật Hà, đưa bàn tay lên. Alo, Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Giang Nhật Hà hoan hỷ với cái câu chia sẻ của Hồng Mai. Đưa bàn tay lên, lẹ lên, hết giờ. Giang Nhật Hà ơi. Rồi, mời Giang Nhật Hà nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đang ngồi nghe ngon lành cô Hồng Mai trình bày về cái câu mà cổ thích, thì con đang đợi cô Kim Nhung mà chưa thấy cô mời con lên rồi. Thì thật ra cái câu này cũng giống như sư nói văn ôn võ luyện, cái ngày thường thì con cũng hay vô học cái pháp học thì cũng vô, rồi cũng học cũng lên đọc rào rồi vậy đó. Nhưng mà
võ luyện thì bây giờ tới cái ngày mà sư nói lên trình bày thì con cũng thấy là bắt đầu hơi muốn phóng dật, hơi muốn né né, nãy không biết nên vô hay không, rồi thấy là chưa có lên đài mà đã muốn rớt đài rồi. Thì con cũng cái câu mà con thích đó, trong cái phẩm này là cái câu số 26, là cái để con coi là ba ma đa ma nu yun chan tí ba la thum mê thi nô cha na ấp ba ma đàn cha mê tha quy tha năng xét thằng quá rắc khá tí. Thì ngài hòa thượng Thích Minh Châu có dịch ra là họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Thì cái câu kệ này có một số cái ngữ vận con học được thì con thích đó, là giống như cái từ ba la là kẻ ngu hay là người thiểu trí đó. Thì ba la nghe nó giống giống tiếng Việt, người ta hay kêu ba lát hay ba sàm gì đó, thì nó thuộc những cái thành phần số đông. Người cái dạng này đó, thường là hay ngoài đời đó là giống như là hay chơi dại mà lấy tiếng ngu vậy đó. Hay thường có khi có những cái ví dụ như là người ta hay trả những cái món tiền rất là đắt để có thể ăn những cái được cái thức ăn hay con vật quý hiếm nào đó, hoặc là người ta hay vung vãi đồ ăn rồi khoe khoang trong khi mà xung quanh mình có những người nghèo đói. Còn cái thời hiện tại như Covid đó thì cái những người này thường có khi là không có nghe theo cái sự chỉ dẫn của chính quyền sở tại. Thì những cái thành phần này thì được ví như là lông con bò, thì nó rất là nhiều, vô số kể, là thường là sống phóng dật ăn chơi và không có giữ giới hay là đạo đức truyền thống. Và cái từ nữa là cái từ metta quy, và đó là mật trí hay là cái người khôn ngoan á. Thì những cái người này thì thường làm những cái việc ngược lại với cái đám đông, những cái người mà đi ngược dòng. Thì những cái mật trí thì thường có những cái đức tính rất là siêng năng, chuyên cần, tinh tấn. Theo cái quan sát của con thì những cái người này thường có những cái quả lành từ đời trước rồi. Giống như là cho nên thường những cái người này là thường là sanh ra trong những cái gia đình có, hay là cái môi trường nó được thuận duyên á, hoặc cái gia đình giàu có tiền, hoặc là có học vị, có tài, có sắc, có sức khỏe, thì những cái yếu tố đó thì nó đưa đến cho người ta có cái thọ mạng lâu dài. Thì cái người trí thường nó có cái tầm nhìn cao và sâu, cho nên thường có cái duyên gặp được chánh pháp nhiều hơn, và người ta biết giữ giới. Thì tại vì người ta biết những cái giới chính là những cái nền tảng căn bản và để có thể đưa cái bản thân họ tiếp tục đi lên, cũng như là để trưởng dưỡng những cái nhân tốt để có thể chuyển từ phàm qua thánh. Thì trong kinh thì ví như những cái người này giống như là sừng bò vậy, cũng rất là hiếm hoi, ít ỏi, cũng như là mấy cô chú mà thường hay vô room hàng ngày học hỏi rồi như vậy đó. Thì chắc là cũng là thuộc những cái thành phần đó. Thì cái chính của cái phẩm này thì vì con thích cái từ Appamada là cái phẩm không phóng dật này. Thì chính cái này là nó phân chia là cái ranh giới giữa cái người thiểu trí và cái người trí. Thì sau cái câu Phật ngôn này thì con rút ra được cái bài học cho bản thân là mình phải làm việc siêng năng, chuyên cần và chăm chú, gọi là để tâm vào công việc của mình đang làm trong cái phút giây hiện tại, và luôn bảo vệ những cái đức tánh tốt nào mà mình đang có, vì đó chính là những cái tài sản quý báu nhất của mình mà không ai có thể lấy mất được. Và cái tài sản ở đây thì nó là gồm có nhân sản, thiên sản và thánh sản. Nó luôn luôn nó dẫn cho mình tới cái con đường hướng thượng. Thì con cũng chỉ có một chút ý kiến như vậy thôi về cái câu mà con thích của trong cái phẩm này, nên con chia sẻ với đạo tràng. Nếu mà con có nói sai điều gì thì mong đạo tràng bỏ qua và góp ý để cho con cải chánh tri kiến.
Con cảm ơn sư và đạo tràng đã lắng tai nghe. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, sa thủ Quỳnh Giang Nhật Hà rất là nhiều, chia sẻ rất là hay, rất là thực tế. Dạ, quá chừng không. À, mà xích viên kìa, quan hô Quỳnh Giang Nhật Hà rất là nhiều. Mà bây giờ là xích viên có cầm mic được không? Có chiếc máy không? Đang có chiếc máy không? Có thể cầm mic được không? Hay là mắt lo làm giàu, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Xích viên, lâu lắm rồi, trốn gum lâu lắm rồi, cầm mic được không? Alo, dạ cái gì? Được hay là không thôi, chứ không có dạ. Rồi, vậy Nhật Quỳnh mời nha. Trời đất ơi, đó, cái câu này mới là quan trọng nè. Rồi, thôi thì thôi, Nhật không có ra cầm mic được, không phải ép. À, Nhật Quỳnh biết cái hoàn cảnh của sinh viên. Dạ, bây giờ Thanh Hoàng có trước máy phải không Thanh Hoàng? Alo, Thanh Hoàng có chiếc máy phải không? Hoặc là vị nào muốn cầm mic thì xin đưa tay lên nha, Nhật Quỳnh không có đón được hết. Thấy vị nào ở trước máy thì Nhật Quỳnh mời. Kim Nhung giống như hồi nãy Quỳnh Giang Nhật Hà nói là chờ Kim Nhung chia sẻ. Dạ, mời tất cả quý vị. Rồi, mời Kim Nhung. Dạ, alo. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. À, dạ, Giang Nhật Hà mai mốt không có được chờ nha. Nam Nhi Chi Chí là phải xung phong hàng đầu, không được có chờ người này người kia nha. Dạ, con thưa sư. À, về cái phẩm không phóng dật này có 12 câu. Dạ, câu nào cũng nói về phóng dật. Nhưng mà ngay cái câu đầu tiên, câu 1 thì cũng đã nói là không phóng dật thì là đường sống, mà phóng dật là đường chết. Dạ, con hiểu được theo những gì mà con học được cái câu này, thì do mình phóng dật, mình không biết thiện hay bất thiện, và mình không phân biệt được thiện và bất thiện. Vừa mình làm việc thiện nhưng mà sẽ qua bất thiện rất là nhanh, chỉ trong một tích tắc mình làm việc thiện, nhưng do mình tác ý không khéo thì mình sẽ chuyển qua bất thiện, và khi làm bất thiện thì nó dễ hơn, vì đó là cái bản năng của mình rồi, mình không cần cố gắng thì những việc mình làm dù thiện nó cũng trở thành bất thiện. Và trong cái 10 phiền não thì tham sân si mạng kiến nghi hôn trầm trạo cử vô tàm vô úy, thì đây là những cái phiền não mà do phóng dật nó đưa đến. Đây đúng là con đường chết. Phóng dật là con đường chết, nó sẽ đưa đến cõi bốn cõi khổ. Dạ. Nếu mình không phóng dật, tâm mình an tịnh thì mình sẽ tu thiền, mình sẽ an tịnh, mình tìm một nơi vắng vẻ, tâm mình giữ tâm cho nó an tịnh, rồi mình tu thiền định, thiền quán, thì sẽ từng bước mình diệt trừ các phiền não này, từ sơ quả đến nhị quả, tam quả và đến tứ quả, thì hoàn toàn phiền não này đã được diệt trừ. Trong đó là cái đến tứ quả thì phóng dật mới được diệt trừ, thì lúc đó mình hoàn toàn không còn vô minh, và mình sẽ là đường sống, tức là mình không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là cái ý là không phóng dật thì là đường sống, mà phóng dật là đường chết. Nhưng mà con thì con lại thích cái câu số 26. Đây là lần thứ hai mình có duyên với Giang Nhật Hà, là mình cũng có thích cùng câu với Giang Nhật Hà, là câu 26, là kẻ ngu. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Dạ, và con thấy mình còn ngu ạ. Con thấy mình còn phóng dật. Mình phóng dật hàng ngày, hàng giờ, và hàng phút, hàng giây mình mới biết mình một chút, rồi cái mình lại phóng dật theo cảnh. Dạ, cái con thấy mình cũng còn ngu, mình cũng phải cố gắng hơn nữa để mình có niệm, mình biết mình phải sống, cố gắng sống để
trở thành người trí, còn hiện bây giờ thì mình còn phóng dật, mình còn nhiều phóng dật. Dạ, con thấy là như vậy. Mình sẽ cố gắng hơn và con cũng cố gắng học và hành. Chứ còn bây giờ mình cũng còn ngu ạ, còn thiếu trí ạ. Dạ, đó là những cái chia sẻ của con về cái phẩm này. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, xa thủ kính cảm ơn Kim Nhung chia sẻ rất là hay, và để cho cùng nhau học hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Thanh Hoàng, không biết muốn cầm mic hay sao mà Nhật Quỳnh thấy đưa tay lên rồi bỏ xuống. Bây giờ Thanh Hoàng có cầm mic không? Alo, Thanh Hoàng có cầm mic được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu à. Rồi, em đây, em đưa bàn tay lên nha. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng với cô tu nữ. Alo, alo. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con trong 12 bài công kinh pháp cú này thì con cũng bị nghỉ mất một số bài. Nhưng mà con cũng học và con cũng hiểu được và con thấy được rằng là cuộc sống của mỗi người, nếu trừ những người tu quá là tinh tấn thôi, chứ còn như chúng con thì lúc nào cũng phóng dật ạ. Tâm ở trong thân được một ngày bao nhiêu tiếng hay bao nhiêu giờ thì cũng rất là khó khăn, bởi vì chúng con còn cũng còn lăng xăng, cũng còn công chia việc nọ. Cái tâm cũng ở ngoài là chính, ở trong thân hoặc là trong những cái lúc giờ thiền định thì cũng không có nhiều. Cái điều này thì chúng con cũng thấy rằng là những cái câu của Đức Phật dạy cũng quá là hữu ích. Và đúng là cũng đủ duyên, con cũng thích câu 26 á. Là con cũng thấy là những như con thì con cũng thấy, dù là mặc dù là con học tu thiền quán, nhưng mà con cũng nhiều lúc con vẫn phóng dật, con vẫn bị tập để ngoài thân, không có chú ý vào trong cái của mình, không thu thúc lục căn được nhiều lắm. Thì con cũng thấy rằng những cái câu kinh pháp cú hoặc câu nào, phẩm nào Đức Phật dạy thì cũng quá chí lý, chúng con quá sơ cơ thì cũng không thể nào mà với tới được. Như chúng con cũng học và Ngài tri ân Ngài đã dạy chúng con để chúng con hiểu thêm từng chút, và chúng con cũng sẽ cố gắng chú trong cái tâm ở trong cái thân chúng con ngày thêm một, mỗi ngày thêm một chút, mỗi ngày tinh tấn thêm một chút để cho chúng con giữ được cái tâm sát na nào trong sạch, thì chúng con cũng nghĩ lúc ấy là bình an và rất là chân quý ạ. Con cũng kém về nói năng lắm cho nên con cũng hơi ngại, con cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ạ. Con kính tri ân sư và các cô tu nữ. Con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn quý đạo hữu ạ. Em gửi mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Xa thủ kính cảm ơn Thanh Hoàng rất là nhiều. Kém nói năng nhưng mà nói thật, phải không quý vị trong đạo tràng? Kém nói năng nhưng mà nói thật, nói ít nhưng mà rất là hiệu quả. Đúng là vậy phải không Kim Dung ha? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, bây giờ thì còn có 17 phút nữa thôi quý vị. Quý vị
vị nào xung phong đưa bàn tay lên để Nhật Quỳnh biết được Nhật Quỳnh Dương Mít. Để nói chị Nhật Quỳnh này cứ là thế này thế kia, nhưng Nhật Quỳnh biết. Trong khi ngày mà ra cái đề ngày hôm nay, tức là ôm lại phẩm Abhamada, thì Nhật Quỳnh biết quý vị đã, vị nào cũng có chuẩn bị hết rồi, nhưng hơi ngại thôi. Vậy bây giờ mời bàn tay quý vị nha. Mời vị nào đây, vị nào có thể xung phong đưa bàn tay lên, Quang Thanh hay Sittina? Thôi bây giờ Nhật Quỳnh mời Sittina đi. Tina ơi, đâu rồi? Tina mặc dù là nhỏ và vào đạo tràng sao, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy Tina rất tinh tấn. Tina mau lên cầm mic, thích bài nào lấy bài nào trong 12 bài của mà phẩm Abhamada thì đưa bàn tay mình lên. Alo, Tina. Dạ, rồi, mời Tina nha. Rất là tinh tấn, Tina rất là tinh tấn quý vị. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ quý sư Tệ Đức, con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay con với cô Hồng Mai cũng giống nhau. Dạ, cũng câu số 25. Dạ, nỗ lực không phóng dật, tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Dạ, con cũng biết khả năng của con học cũng chậm. Dạ, có phần phóng dật là thích cái nào là đeo một cái thôi, còn cái nào không thích là không có để ý đến, mà thành ra nó đem không có tiếp thu được. Dạ, như chẳng hạn như con thích học phân câu pháp cú nè, con thích đọc Pali, tập đọc chữ Pali cho đúng, thành ra con cũng như học kệ chật tới rớt lui. Bây giờ cố gắng thì con mới chăm chú được đọc được câu pháp cú, phân tích trường âm đoạn âm, cũng như đọc được kệ chút xíu. Dạ, thành ra có vẻ hơi một chiều một xí. Là còn về vi diệu pháp á, con học không có hiểu, con cứ bị phân tâm hoài hả, không có chú tâm được. Mà càng chú tâm thì con lại bị nóng nảy lên, mà càng nóng nảy thì con lại càng không tiếp thu, rồi con bị sân, nên ra cái trí nhớ con không nhớ được gì hết trơn á. Dạ, cái này con chưa có điều chỉnh được về vấn đề này, thành ra con cảm thấy cá tánh của con thích cái nào là chú tâm cái đó, còn không thích là bỏ qua một bên. Dạ, chưa có thăng bằng được. Dạ, thành ra cái sự tinh tấn giống như phải ghi nhớ, và cái niệm của con còn rất là yếu. Dạ, cái thu thúc cái sáu căn của con á, nó cũng không có hoạt động đều nữa. Dạ, dễ bị phân tâm. Dạ, rồi ngoài vấn đề ra nữa thì cũng ảnh hưởng cũng công việc nữa. Dạ, thành ra giữa đạo và đời nhiều khi cái gì cũng ham muốn hết, nhưng mà nhiều khi thấy ham muốn quá thì không được trọn vẹn. Dạ, thành ra mình đôi lúc bây giờ con bắt đầu tập thiền, tập chút xíu thì con thấy cái tâm nó hơi chút thôi hả, cũng chưa. Dạ, tập định tĩnh lại chút xíu. Dạ, cũng lựa chọn cái thời gian cho mình, khi nào làm thì làm, còn khi nào không làm á, thì đừng có vọng động quá. Cũng như là khi mà học pháp bây giờ, nhiều khi lúc trước con ngồi xuống hả, là con cũng bị chạy ra chạy vô, hoặc là ngồi thiền thì cũng nghĩ đến công việc thôi. Nhưng bây giờ con cố gắng ghi nhận những giây phút mà con tự mình làm gì biết đó. Dạ, thì con
Dạ, học kinh Tam Bảo tập dữ lắm mà bây giờ bớt rung. Dạ, lúc đầu lên rung cầm cập, sợ, hồi hộp, tim đập thình thịch. Dạ, bây giờ con tập Bali, con thấy con đọc được tự tin hơn, thành ra nhờ nhờ cái chuyên cần thực tập đó mà con thấy con tự tin, thành ra lên bây giờ lên đọc kinh thì con bớt rung nhiều rồi. Dạ. Tại vì mình biết mình đang đọc, mình biết mình có tự tin hơn chút xíu, thành ra cái sự sợ hãi nó cũng bị đè nén xuống. Dạ. Thì qua cái câu pháp cú của số 25 này á, thì con cố gắng cũng tự tự tạo cho mình cái sự tinh tấn hơn chút xíu, và phải tập, đừng có để cái sáu căn này nó quậy quá. Dạ. Và phải tập niệm nhiều hơn chút xíu, làm gì biết đó, phải biết ghi nhận thì mới 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 được định tâm lại và chuyên cần hơn chút xíu. Là tuy rằng cuộc sống và lúc nào cũng niệm, giống như con thường nói cái bài năm điều quán tưởng á, là bài ấn tượng nhất mà khi con đến Phật giáo Nam Truyền. Thành ra mỗi lần mà có chuyện gì á, mỗi lần mà con đọc bài đó là luôn luôn xúc động. Thành ra mỗi lần có chuyện gì thì con nghĩ tới như vậy, thì con cố gắng hơn thêm. Dạ, hôm nay con chỉ biết con chia sẻ như đây thôi. Con kính gửi mic lại cho cô, con kính tri ân quý sư, quý đạo tràng trong 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 rung Phật giáo Nam Truyền đã có duyên con đến được đây, con học hỏi nhiều và con cũng cố gắng rất là nhiều, và con cũng nhờ các cô chú anh chị mà đã cũng học hỏi và quý sư chỉ dạy cho con. Dạ, con kính tri ân quý sư và con kính tri ân đạo tràng. Sa thủ sa thủ sịch thi na rất là tinh tấn. Bản thân Nhật Quỳnh thấy Nhật Quỳnh cũng phải học hỏi sịch thi na nha. Dạ, mặc dù trẻ, mặc dù mới đến với đạo tràng, nhưng mà rất là tinh tấn, phải hơn Quỳnh Trang và Hà Hồng Mai. Phải nói là một sự cố gắng rất là lớn. Đây là một điều để cho Nhật Quỳnh cũng phải học. Dạ. Rồi bây giờ Nhật Quỳnh thấy Thiện Vũ có chiếc máy rồi. Bây giờ Thiện Vũ có thể đưa bàn tay của mình lên không? Để chia sẻ bài nào trong 12 bài. Rồi mời Thiện Vũ nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, trong 12 câu pháp cú của phẩm không phóng dật, thì khi con học đến câu 29, khi sư giảng là ngoài cái nghĩa chính, ngoài cái nghĩa bình thường ra sư giảng xong, thì sư nói là nó còn có thêm cái ý nghĩa là nói về thiện và bất thiện trong mỗi cá nhân. Nghe sư nói vậy thì tự nhiên con nghĩ ngay đấy là câu con tâm đắc. Tại vì ngoài cái pháp mà con được học ở trong cái nghĩa mà đọc, thí dụ đọc là tinh cần giữa phóng dật, tỉnh thức giữa quần mê, người trí như ngựa phi, bỏ sau con ngựa hèn, thì con lại được thêm một cái pháp nữa là con sẽ nhìn vào chính cái thiện và bất thiện của trong cái tâm con. Thì nếu mà đầu tiên mà hai pháp trước tiên mà con thấy con ứng dụng được, đó là cái tinh cần. Tại con thấy rõ ràng là phóng dật vô cùng luôn. Trong cái con lên cái lịch hàng ngày con tu tập đó, mà đến cái giờ mà ngồi hành thiền hay là cái giờ tụng kinh buổi tối đó, là con thấy con rất là dễ bị cái tâm mình nó xui mình là ơ sao hôm nay không nghỉ được nhỉ? Hôm nay thế này mình có nghỉ được không nhỉ? Thì tự nhiên con lại nhớ đến câu là tinh tấn từng chút một. Thế là con lại nghĩ chứ thôi mình tinh tấn đi. Thế rồi có khi trong cuộc sống
trong cái thân khẩu ý, thì khi nào nhớ được con lại kiểm soát cái lời con nói ra, hay cái ý con kiểm soát cái ý, cái thân, cái khẩu của mình. Nhưng mà đặc biệt trong cái pháp sư dạy, nó còn có cái ý nghĩa là cái bất thiện hay cái thiện của mỗi cá nhân. Thì con khi mà con nhìn vào cái tâm con, trời ơi, đầy rẫy phiền não. Phiền não, con mới hiểu là cái phiền não nó gắn liền với mình. Chắc đối với riêng bản thân con, chắc không biết là 1000 lần phiền não thì nó có được 1 lần tỉnh thức không. Thì ít ra là khi mà con đang nhìn, con biết là phiền não, thì con nghĩ là ít ra cái giây phút đó con đang biết con phiền não đó, thì cũng là một cái thiện. Và con càng tin là cái thiện nó ít đến nỗi á, khi mà mình biết là mình có thể là mình đang có cái thiện á, thì thực ra nó đã biến thành cái bất thiện, cái ngã mạn rồi. Nên con rất là tâm đắc với câu số 29. Con rất là tri ân sư Trí Đức. Và đó là cái câu mà con tâm đắc nhất trong 12 câu của phẩm không phóng dật. Con có sai, con xin sư sửa cho con, và con xin mời quý vị đóng góp cho con. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ ha? Sa thủ, sa thủ, hôm nay là một ngày thành công. Quý vị đã đi vào chủ đề, tức là nói lên cái ý nghĩa những 12 câu mà chúng ta đã học. Hôm nay thì Sích Mít Ta này ha, Sích Kim, Sích Kim Nhung, Sích Hồng Mai, Huynh Giang Nhật Hà, Sích Tina, Sích Thiện Vũ, Sích Thanh Hoàng. Wow, xà thủ quý vị, làm cho chúng tôi rất là hoan hỷ. Thì trong 12 câu này á, chúng ta lấy ra một câu thôi để mình áp dụng, chứ không phải là áp dụng một lần tới 6 câu, 7 câu như là Sích Kim. Mà Sích Kim đến với Phật giáo á, từ cái phẩm không phóng dật này, là đến khi mà mẹ đã chết rồi, thì Sích Kim mới tìm về với Phật giáo, mới trở lại với chính mình. Tức là từ khi mà bà già còn sống thì cứ nương nhờ nơi bà già, sở hữu tự tha, ý lại nơi bà già. Để rồi khi mà bà già qua đời mới cảm thấy mồ côi, cảm thấy bơ vơ, rồi khi đó mới quay lại với chính mình, Ehipasiko, nhìn lại chính mình, để thấy ý nghĩa của cuộc sống. Thì Sích Kim đưa ra một lần 6-7 câu Phật ngôn, trong khi chúng ta chỉ cần một câu thôi. Như Sích Mít Ta, Huynh Giang Nhật Hà, Sích Thiện Vũ, Sích Kê Ti Na, Sích Hồng Mai, vân vân. Thì mỗi vị đưa ra câu số 1, câu số 25, câu số 29, câu số 26, vân vân. Thì nói lên cái ý nghĩa trong cái câu đó, mình cảm thấy mình tâm đắc, mình tâm đắc. Và cái người chia sẻ cuối cùng là Sích Ti Na, lên cái ý nghĩa rất là thực tế. Bởi vì không phải trên lời nói mà thể hiện qua hành động. Sích Ti Na, quý vị thấy mới đến với đạo tràng nhưng mà rất là tinh tấn. Mà tinh tấn có nghĩa là không phóng dật. Tinh tấn trong cái trường hợp đó là từ nữ giới tiến lên Bắc Quan Trai giới. Quý vị thấy rằng cái ngày Bắc Quan Trai giới Sích Ti Na là rất là trôi chảy, rất là trôi chảy. Thì chúng ta thấy đó là một cái sự coi như tinh cần, tinh tấn, một cái vấn đề mà chúng ta nên tán thán, chúng ta nên tán thán. Và những lời nói của Sích Ti Na đâu có biện hộ, mà đó là một sự thật. Không phải là coi như có mới nơi cũ ha, nhưng mà chúng tôi thấy vị nào ở trong room này càng ngày càng tiến bộ. Bởi vì
khi mà nhận định là con người của chúng ta, thân phận của chúng ta, thì chúng ta phải hiểu chúng ta như thế nào. Có bốn hạng người: người đuôi, người què, người câm, người điếc. Đuôi, què, câm, điếc, bốn hạng người xuất hiện trên thế gian. Tại sao gọi là hạng người đuôi? Bởi vì người này họ có mắt thật sự, nhưng mà cái mắt của họ nhìn vào những cái điều bất thiện, những cái điều xấu xa, những cái điều tội lỗi, thì họ có mắt như là người mù. Họ có mắt như người đuôi, bởi vì họ không nhìn thấy chân lý, không nhìn thấy sự thật, không nhìn được những cái hay, cái đẹp của cuộc sống, mà họ bị vô thường, khổ não và vô ngã chi phối. Để rồi tâm tham, tâm sân, tâm si sanh khởi, và họ chỉ lao vào ác bất thiện pháp, thì có mắt cũng như mù. Có mắt như mù. Rồi có tai như điếc, bởi vì họ nghe những cái âm thanh mà chửi bới, tục tằn, thô lỗ, họ không nghe được sự thật, không nghe được những cái điều hay lẽ phải. Họ cố chấp vào những cái điều xấu xa tội lỗi đó, cho nên có lỗ tai mà coi như không, có tai như điếc, có mắt như mù. Rồi cái chân của họ sao? Tại sao gọi là người què? Bởi vì họ có chân cũng lành lặn như chúng ta, đầy đủ ngũ quan, nhưng mà cái chân của họ đi đến những cái nơi ăn chơi trụy lạc. Họ bước vào những cái chỗ mà có gì tốn tiền, tốn bạc, rồi gây ra tội lỗi, thì đi đến những cái nơi đó là những cái nơi không nên đến. Cái chân của họ không biết bước vào cái như con đường của thiện pháp, mà họ đi vào ác pháp, thì cái chân đó giống như cái chân đuôi, cái chân què rồi. Thì như vậy chúng ta thấy bốn hạng người xuất hiện trên thế gian, mà chúng ta là những cái người mà khi quý vị phân tích về những cái câu Phật ngôn phẩm không dễ vui này, quý vị ý thức được mình là ai. Rồi một cái điều nữa, có bốn hạng người xuất hiện trên thế gian: người như súc sanh, người địa ngục, người như ngạ quỷ, người như Atula. Bốn cảnh khổ mà chúng ta đại diện. Người như súc sanh, tại sao người như súc sanh? Bởi vì súc sanh hay là cầm thú là những cái chúng sanh mà trí tuệ thấp kém, không có sự suy nghĩ, cho nên tạo nhiều cái ác. Quý vị thấy con bò, con chó, con dê, con heo, con gà, con vân, những cái loài đó chúng ta thấy là ăn tạp, và coi như nó không biết mình là ai nữa. Bởi vì giới bất trì thì nhân thiên lộ tiệt. Con người nếu có giữ giới thì sanh về những cõi an vui, mà nếu chúng ta không có giới thì đọa vào những cảnh khổ, mà cảnh khổ gần nhất đó là súc sanh. Chúng ta thấy bị đánh đập hành hạ, thấy cũng đau khổ. Rồi người như ngạ quỷ, nghĩa là những cái loại chúng sanh mà đói khổ thể hiện trên thân người của chúng ta. Họ vì keo kiệt bổn sản, không có chịu bố thí, cho nên kiếp này họ phải đói khát, họ phải đi xin ăn, họ phải đi xin ăn. Mà no được cái bụng là một cái điều mà phước lắm. Rồi có những người mà họ tập làm ngạ quỷ, có nghĩa là họ kêu gọi tình thương, lấy máu, lấy những đồ dơ, họ chay chát trên người, để rồi họ bò lấy trường, họ xin ăn để cho người ta coi như bố thí, thì họ thể hiện cái hành động của cái kiếp quỷ đói để được no lòng. Thì đó là một cái trường hợp chúng ta cũng thấy nhan nhản trên các đường phố. Nên kiếp người giống như ngạ quỷ, rồi kiếp người như Atula,
à, quý vị thấy cũng sung sướng, cũng có phước, nhưng mà cái tâm sân hận nó chi phối. Để rồi họ suốt ngày cứ đấm đá lẫn nhau, à, như là những võ sĩ, những người đá gà, những người đá dế, những người đá cá. Thì cái hành động của những cái người đó là những cái người mà thể hiện tâm sân, à, muốn hơn thua nhau trong cuộc sống. Để rồi khi mà đụng chuyện là sử dụng cái sức vũ phu của mình, à, để làm đại ca, làm sói ca, à, thì đó là những cái trường hợp của Atula. Còn người như địa ngục là người này không có trí, mà nếu có trí nữa thì họ cũng tạo những cái ác nghiệp để rồi tù tội gông cùng, để rồi bị hành phạt, bị có như đày đọa trong những cái xà liêm, trong những ngục tối, à, do cái ác nghiệp của họ mà họ bị tử hình, bị chung thân cổ sai vân vân. Thì đó là những người thật sự là con người, nhưng mà ở trong cái cảnh giới của địa ngục. Vậy thì trở lại vấn đề cái phẩm không phóng dật này, để cho chúng ta thấy rằng, à, chúng ta sống có giá trị, chúng ta biết mình. Và khi chúng ta biết mình là ai, khẳng định cái vị trí của mình trong từng hơi thở, thì chúng ta thấy đời sống có giá trị. Alo, hôm nay quý vị rất là tuyệt vời. Và quý vị cứ thế mà là triển khai một câu trong số những cái câu của phẩm này, đó là sự thành công, chứ không phải là nói nhiều nha. Nói nhiều quá nó bị loãng. Và khi nãy thì cái máy cũng hơi trục trặc, cho nên khi mà Sĩ Kim đương nói thì chúng tôi đưa đây những con số 2. Rồi cũng có vị báo cho chúng tôi biết rằng cái máy chắc bị mất dịch rồi hay sao, mà thực sự là vậy, cái máy bị trục trặc cho nên không nghe rõ. Mới đánh lên số 2, đó là sự phóng dật ha. Đó là cái vấn đề mà coi như mình không kiểm soát được, cho nên phải chạy ra ngoài rồi vô lại. Rồi khi nghe tiếng được tiếng mất thì mới nghe Sĩ Kim nói rằng mẹ chết hay là chết mẹ cũng được ha. Rồi khi đó mới tìm hiểu giáo, à, như vậy cũng biết tỉnh thức. À, khi mình không còn nương tựa nơi một người, à, người thân nữa thì mình cảm thấy bơ vơ mồ côi. Vì khi đó mới tìm lại ý nghĩa của cuộc sống. À, chính vì vậy mà hôm nay Sĩ Kim cũng rất là tiến bộ ha. Xa thủ, xa thủ. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây, phải không? Quý vị có ý kiến gì nữa không? Mong rằng, à, những câu Phật ngôn sau, quý vị cảm thấy rằng quan hỷ câu nào thì lên chia sẻ câu đó. À, không nên nói nhiều quá ha. Nói nhiều quá bị loãng. Rồi, xa thủ, xa thủ. À, chúc quý vị ăn vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và sinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo năm truyền được an lành tịnh lạc. Et na sa cha wa che na so thi vô khô tu sa pa đà. Do lời chân thật này, chúng dân hòa phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội tiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. À, mời Sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.